Xin chào tất cả mọi người trong live. Xin chào tất cả các khán giả và cộng đồng của CoX Việt Nam. Chào mọi người, chào mừng các bạn đến với cái buổi talk được tổ chức bởi CoX Việt Nam và hai vị khách mời vô cùng đặc biệt ngày hôm nay mà mọi người chắc hẳn là cũng đã biết qua rồi. Thứ nhất là anh Hoàng Thế Đức, anh hiện tại đang là founder của Tiền Thuật Toán. Và thứ hai là một trong những cái người anh đi đầu về cái mảng MMO mà mình ngưỡng mộ rất là lâu rồi mà hôm nay mới có dịp có thể là làm việc và live chung. Đấy là anh Ngọc đến rồi. Buổi talk này thì được thực hiện và tổ chức trên X của CoX Việt Nam và mình là Rose, partner CoX tại Việt Nam, hân hạnh được đồng hành cùng với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay với cái chủ đề đấy là xây dựng X bền vững cùng thị trường crypto. Và mình sẽ đi vào một trong những cái tip đấy là chiến lược kiếm tiền X không cần click quảng cáo để có thể chia sẻ cho mọi người nhiều hơn. Wow, hiện tại thì em đang thấy mọi người đang vào phòng khá là nhiều. Chào Rô, chào anh Ngọc đến rồi, chào với tất cả anh em. Ok, chào Đức. À, xin cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành chút thời gian. Vâng ạ. Cảm ơn hai anh đã dành chút thời gian trong cái lịch trình bận rộn của mình để đến với buổi talk ngày hôm nay. Thì hai anh có thể giúp em là giới thiệu qua một lần nữa để mọi người có thể làm quen lại với nhau không ạ? Ok, Đức giới thiệu trước, Đức ơi. Ok, thứ nhất cho mình gửi lời chào đến bạn Râu nè, đã mời mình với lại chào anh Ngọc đến rồi, với lại chào tất cả anh em trong phòng ha. Mình giới thiệu sơ là mình là tên là Hoàng Thế Đức, sinh năm 1989 ha. Mình là không phải là dân chuyên về ngành Web3 đâu, mình là học về kỹ sư xây dựng chính quy Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, và mình ra đi trường đi làm rồi mình tình cờ biết đến cái một cái lĩnh vực mới này thì mình có lấn sân sâu vào. Thì đến khi mình lấn sân vào một thời gian mình kiếm được thu nhập nhiều và mình đã dừng công việc kỹ sư đi làm thuê cho một công ty của Việt Nam là năm 2018, và bắt đầu lúc đó mình tập trung nhiều hơn cho cái công việc bên crypto này. Và bên cái ngành xây dựng thì mình cũng có hùng với hai người bạn, mình mở hai cái công ty xây dựng để quản lý thôi. Và trải qua nhiều cái thăng trầm thì kiếm được tiền cũng nhiều mà mất lại cũng rất là nhiều. Thì trải qua nhiều sóng gió thì cũng may mắn, mình có may mắn là mình đón được hai con sóng lớn của thị trường là con sóng 2017 và con sóng 2021. Thì cũng may mắn có chốt được một ít ở 2021 thì mình mua ra bất động sản, mình cho thuê. Hiện tại cái công việc chính của mình là cho thuê bất động sản và quản lý xây dựng, và mình đang quản lý khoảng 5 cái media phía dưới mình nữa, cùng với cái tiền thuật toán. Rồi mình xin hết nha. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Em mời anh Ngọc ạ. Xin chào Lôi, xin chào Đức, chào tất cả các bạn đã dành thời gian trong buổi tối ngày hôm nay để tham gia Space cùng CoinX, cùng mình với lại Đức. Mình tên là Ngọc và mọi người hay gọi là Ngọc đến rồi, thì cũng là một cái tên mà mình tự đặt ra với cái ý nghĩa là mình đến để chia sẻ tất cả những cái gì mà mình biết, mình thực hành trong cuộc sống, trong công việc. Thì cá nhân mình bắt đầu làm việc ở trên Internet năm 2015, đến nay là được 8 năm. Và trong cuộc đời mình thì mình trải qua 3 loại hình công việc. Thứ nhất là giống như tất cả các bạn thì mình có 10 năm sau khi học xong thì đi làm thuê ở các công ty với nhiều vị trí khác nhau. Đấy là loại hình công việc thứ nhất, nhận lương. Một loại hình công việc thứ hai là sau đó mình kinh doanh các cái mô hình kinh doanh offline và có online trong cái thời kỳ đầu của năm 2013-2014, hai cái kết hợp. Nhưng mà nói chung là vẫn là kinh doanh kiểu offline. Đấy là cái công việc mà mình tự kinh doanh, tự làm chủ. Rồi sau đấy nó thất bại. Thất bại thì mình tìm đến Internet để làm việc, để tìm cách làm sao để tạo thu nhập từ Internet, và mình làm cho tới nay. Thì đó là ba cái loại hình công việc, và mình cảm thấy happy nhất với công việc hiện tại, là tức là mình có thể tự làm chủ chính bản thân mình, tạo ra thu nhập từ việc sáng tạo nội dung bằng cách tham gia vào nền kinh tế sáng tạo ở trên Internet.
Còn nói về lĩnh vực tiền điện tử thì mình biết đến bắt đầu từ cuối năm 2016 và nói thực sự là mình chưa mất một đồng nào ở trong thị trường crypto cả. Nó chỉ có được mà thôi, bằng cách là mình được không nhiều nhưng mà cái cách đầu tư của mình nhé và cái tư duy tài chính ở trong thị trường crypto của mình nó bền vững và thật sự là không mất một một đô la nào cho thị trường tiền điện tử mà chỉ lại nhận được thôi và nhận được mình cảm thấy là nó vừa đủ với lại cái công sức mình bỏ ra. Còn thực sự ra ở trong thị trường crypto mình không đầu tư nhiều mà mình lại chọn cái cách là đầu tư vào vào content, đầu tư vào giá trị nội dung để từ cái giá trị nội dung đấy nó tạo ra tiền điện tử cho mình. Thì đấy là cái cách mà mình lựa chọn đầu tư trong thị trường tiền điện tử. Đó. Rất Vâng, hay em quá cảm anh ơn ơi. câu chia sẻ của anh Ngọc ạ. Không biết là mọi người có giống em không? Hình như là bên phía anh Ngọc hơi rè một tí đúng không? Cái mô hình của anh Ngọc hay Hơi quá. rè đúng không? Đầu tư vào content, từ content tạo ra traffic rồi traffic lại biến ra tiền điện tử cho mình là cái mô hình thông minh nhất luôn á. Ừ. Thì anh lựa chọn cách đó. Đúng rồi. Hình như mỗi lần mà hình như mỗi lần anh nói thì nó hơi rè rè đúng không? Sao hôm nay nó bị Đúng rồi vậy? anh Hơi ạ. rè, Hơi em rè thấy hơi tí. rè. Cái này nói với mình thì nói với mọi người hiện tại mình cũng đang làm mô hình cũng giống như vậy đó. Chính xác là mấy cái team media thực ra anh em phải hiểu là mình không invest sâu vào dự án nhưng mà mình dùng cái traffic đó mình đổi lại là mình kiếm được rất nhiều tiền. Nên cái việc trên ít đó mình nghĩ là cái việc mà quảng cáo mình không quan tâm thì nó bao nhiêu đâu, mình chỉ quan tâm cái traffic mình có được bao nhiêu thôi. Và traffic đó mình sẽ khai thác mình chuyển đổi thành tiền. Và cái đó là nguồn tiền vô tận. Có thể là đem về cho anh em nguồn tiền một tháng có thể là 1 tỷ, 2 tỷ, anh em không tưởng được luôn á. Nên thật ra cái việc mà mình mất nó trả cho mình một tuần bao nhiêu mình không quan tâm cái đó và cũng không có nhu cầu rút cái đó luôn. Cái đó là thật sự em không có nhu cầu rút luôn anh Ngọc. Thì cái đấy nó mặc nhiên nó sẽ đến, các bạn không cần phải quan tâm, cho nếu như bạn đi với một cái tư duy khác. Thấy các bạn đặt Đúng nặng cái rồi. vấn đề kiếm tiền trên ít quá, em thì không đặt nặng. Thế thì hôm nay mới có buổi chia sẻ ở đây để chia sẻ thêm cho các bạn có góc nhìn ha. Tại vì thực ra thì nhiều bạn cũng còn mới, nói chung là hiểu được như anh hoặc là như Đức thì cũng phải trải qua gần một thập kỷ mới mới thấm được cái tư duy đó thôi ha. Hai của anh ạ, à, em nghe anh Đức với lại anh Ngọc chia sẻ làm em nhớ đến một cái câu, đấy là theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn, đúng Không phải Câu đâu, này cái này hình như nợ không đúng nần đâu. theo đuổi Câu này nó đúng một phần thôi, nó không một phần đủ, nó chỉ đúng một phần, nó không đủ. Thật ra anh em theo đuổi đam mê nhưng mà anh cũng chia sẻ mọi người á, cái mọi người cần lại là cái gì, cái mọi người cần nhất hiện tại là ngày mai cái gì, ăn cái gì thì nó sao ạ? Nó là thực tế nhất, nó là thực dụng nhất. Là ở đây mình phải không? có bài toán giải quyết cái vấn đề trước mắt. Từ cái trước mắt anh chị phải ổn định được trước mắt thì anh định mới nghĩ được cái content cho cái dài hạn. Còn mà trước mắt mình không ổn định được thì mình còn lo cơm áo gạo tiền thì không bao giờ mình đầu tư vào content được. Không có tư đầu tư mà anh em khi mà đã có nghe cái trước mắt mình không lo được đó, thì việc anh em trade hay em đánh cái gì anh em cũng thua đó. Tâm lý anh em nó bất ổn lắm. Nhưng mà Làm nếu mà sao có thể sáng tạo khi mà con chưa có tiền đóng học? chính xác Đúng anh ạ. em mà đã có cái vấn đề về tài chính á, thì anh em làm content không có phải nghĩ ngợi thì nó mới có ý tưởng, cái đầu óc anh em nó mới sáng tạo được, anh em phải đi du lịch nhiều nó mới có những cái content sáng tạo được chứ cái anh em ở nhà thì cũng không thể sáng tạo được, khó lắm, nó rất là khó luôn á. Nó là một cái chủ đề gần như là xoay vòng đúng không anh? Bây giờ anh bảo là Đúng đi rồi. đi du lịch chúng ta mới có tiền để có thể sáng tạo, nhưng mọi người lại muốn đặt ra một cái câu hỏi đấy là tiền đâu để đi du lịch. Thì mình giải thích cho mọi người ở đây là ở đây bây giờ kỷ nguyên của traffic free rồi đúng không? Nói chung là kỷ nguyên là chúng ta biết là internet là một cái kho báu vô cùng, anh em chỉ cần làm một cái bộ chủ đề gì đó anh em thu hút được trên internet mà thu hút được nhiều người thôi là anh em đã chuyển đổi nó ra tiền rất là nhiều rồi, không cách này cũng cách khác rất là nhiều tiền. Cái đó là cái điều mà gọi là tuyệt vời nhất luôn á. Anh em sẽ thấy có những bạn kiếm được rất là nhiều tiền từ cái việc họ sáng tạo nội dung trên internet, không phải là nền tảng X đâu nha, rất là nhiều nền tảng TikTok hoặc là Phở Bò hoặc là các cái nền tảng khác các bạn đều kiếm được tiền nếu các bạn đánh vào một ngách mà các bạn có được nhiều người quan tâm đến thì anh em kiếm rất là nhiều tiền luôn, rất rất nhiều tiền luôn ha. Nhưng mà trong ngành crypto mình nghĩ là kiếm nhiều nhất tại vì anh em sẽ kiếm được một cái
một cái khối lượng giao dịch ở dưới anh em nhiều lắm. Anh em chỉ cần làm, riêng mình nói chỉ lần làm affiliate cho sàn giao dịch anh em đã kiếm rất là nhiều tiền rồi. Một ngách nhỏ thôi nha, một cách nhỏ đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, chưa tính là nhiều cái đằng sau nữa. Chỉ một cái ngách đó thôi anh em đã kiếm được rất là nhiều tiền rồi, từ cái việc anh em chia sẻ tiếp thị liên kết tại các sàn giao dịch thôi, kiếm rất là nhiều tiền luôn. Anh em không tin, có những bạn mà có mấy chục ngàn rẹp ở phía dưới á, cái lượng tiền nó đổ về rất là nhiều. Mình có thể tính đơn giản cho anh em thấy là họ chia sẻ sàn dịch, họ chia sẻ cái doanh thu nó đến cái mức là cao lắm, 60%, có thể là hơn hơn 60% luôn, 70% luôn nha, tùy sàn. Cái này là tùy sàn, tùy cơ chế, tùy anh em deal được, anh em có thể kéo được bao nhiêu cái lượng người dùng thật đó, là cái những người sử dụng thật ở phía dưới đó, thì anh em sẽ có cơ chế đặc biệt, thì nó đem lại cho anh em một cái nguồn thu rất là nhiều, rất rất nhiều luôn. Mình nghĩ là nguồn thu nó kéo dài trong vài năm đó, nó không phải là mãi mãi, ít nhất nó cũng trong một khoảng thời gian rất là dài. Thì anh em có nhiều nguồn thu vậy, anh em lại đầu tư vào cho bản thân, đầu tư vào cho kiến thức, cho team của anh em, thì anh em lại lên một cái tầm mới, lại kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Rất là nhiều ngách luôn anh em ha. Đây mình nói bật mí một cái nhỏ thôi. Vâng, em thấy mọi người có thể thấy là anh Đức hay là anh Ngọc đều là những cái người mà gần như là kinh nghiệm trong thị trường rất là nhiều rồi, và thậm chí là không chỉ riêng với crypto mà tất cả những cái mảng khác. Ví dụ như anh Ngọc thì chuyên sâu về MMO và đi sâu vào nhiều sàn khác nhau nữa. Thì ngoài những cái chủ đề về kiếm tiền trên X thì mọi người có thể đặt thêm những cái câu hỏi phía bên ngoài, những cái chủ đề mà mọi người quan tâm và tương tác nhiều ở trên chương trình ngày hôm nay để chúng ta có thể có cơ hội nhận giải thưởng trong cái buổi ngày hôm nay nhé. Em cũng xin triển khai lại một chút, đấy là cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ bao gồm 4 phần. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tổng hợp thông tin thị trường trong tuần cùng với CoinX Việt Nam. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi vào cái chúng nhau điểm qua một số cái tin tức nóng hổi trong cái tuần vừa rồi. Trong tuần vừa rồi thì có thể kể đến nóng nhất là cái vụ CZ từ trước này. Binance nộp phạt 4,3 tỷ đô bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ. Hoặc là thậm chí thì nhiều người lo sợ là Binance sẽ sụp đổ như là FTX. Ngoài ra thì cũng có khá là nhiều cái tin tức khác như là Kyber Swap thông báo bị hack với cái số tiền lên đến gần 50 triệu đô và BTC thì vượt mốc 38.000 đô. Chúng ta thường hay nói đùa với nhau rằng trong cái tháng 10 vừa qua thì chúng ta đã có một cái tháng là Uptober. Tháng 11 đây đang gần kết thúc rồi và mọi người thấy rằng cái thị trường vẫn đang xanh. Thì em cũng rất là tò mò, không biết là với tình hình thị trường hiện tại thì anh Đức có thể đưa ra một số cái đánh giá về tình hình thị trường cũng như là một số cái lời khuyên cho mọi người ở cái giai đoạn hiện tại không ạ? Quan điểm cá nhân của anh đó, thì thị trường đã tăng một nhịp rất là mạnh rồi. Anh có nói mọi người thị trường tăng một nhịp rất là mạnh, thì anh tin đó là nó sẽ có một đợt điều chỉnh trong đầu tháng 12. Anh nghĩ là khoảng trong 10 ngày đầu tiên của tháng 12 nó sẽ có một đợt điều chỉnh. Riêng BC điều chỉnh nha, còn anh coi có thể là BC điều chỉnh thì có thể là Shitcoin bay hay không thì anh không chắc, nhưng anh em đã thấy low cap hiện tại đã bay rồi. Và anh em để ý khi một cái sóng đó, sóng hồi hay sóng tăng gì mà low cap bay thì thường là lúc đó là lúc dễ rụng lắm. Thường BC bắt đầu sideways hoặc giảm nhẹ thì low cap bay đúng không? Low cap BC mà giảm nhẹ thôi, low cap nó bay và bay là kết thúc sóng luôn á. Nguyên lý dòng tiền nó chạy vậy, nên anh vẫn tin là nó sẽ có đợt điều chỉnh trong tháng 12 này. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 12 sẽ có một đợt điều chỉnh mạnh. Quan điểm cá nhân của anh vẫn giữ vậy, cho dù tin tức tốt như thế nào nó cũng sẽ có một đợt điều chỉnh. Anh nghĩ nó Vâng. khó lên thẳng, anh nghĩ nó khó lên tại vì nó nếu mà nó lên thẳng thì nó cần phải lấy thanh khoản, nó phải có một cái điều chỉnh xuống. Quan điểm cá nhân anh nghĩ như vậy ha. Nên anh cũng sẽ cân nhắc việc anh sẽ chốt bớt những cái con anh đã mua ở phía khoảng giữa khoảng tháng 10 á, thì anh sẽ chốt bớt ở chắc một vài ngày nữa anh thấy ổn thì anh sẽ chốt. Để anh em nhìn mấy con low cap bắt đầu bay rồi, thì quan điểm cá nhân anh cảm thấy là nó nên có một cái hơi thở nó điều chỉnh xuống. Đó là Vâng quan ạ, điểm của anh em về thị thấy trường. nếu mà như các cái năm trước ấy thì thường là những cái dịp như là Noel hay là cái Tết Tết dương lịch, Tết âm lịch gần đến dần thì gần như là thị trường đều màu đỏ, thì không biết năm nay có thể là cái kịch bản nó sẽ lặp lại đúng không ạ? Anh Ngọc thì không biết là lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh gần như là trong thị trường này thì em thấy rất là ít người có thể khẳng định được như anh Ngọc, đấy là mình đầu tư và mình làm trong thị trường crypto gần như là chưa bao giờ lỗ đúng không ạ? Và em biết đến anh nhiều hơn thông qua cái vị trí vai trò là một cái người MMO, một blogger lâu năm ở trong thị trường. Thì không biết là với tình hình, em nghĩ là anh đã trải qua rất là nhiều những cái mùa khác nhau trong thị trường, thì anh đánh giá như thế nào về tình hình hiện tại ạ? Đối với anh thì trong trong năm 2022 bao nhiêu cái khó khăn thì anh nghĩ nó đã qua rồi.
Và thực sự là trong tháng vừa rồi cái sự kiện của Binance nó cũng là một cái làm cho cá nhân anh cảm thấy giống như anh nói là nhẹ người ấy. Những cái khó khăn nhất nó cũng gần như đã sắp qua rồi nhưng các bạn nên nhớ là từ đầu năm tới nay, từ năm 2022 đến nay, nếu như mà các bạn mua BTC thì bây giờ các bạn đã lời hơn gấp đôi rất nhiều rồi. Và cũng sẽ rất nhiều người như vậy. Và hiện nay cái tỷ lệ lời của BTC nó đã rất là cao rồi, đến hơn 80%, gần 90% rồi. Và chắc chắn các bạn thấy là trong cuộc sống thực thì đến cuối năm ai cũng cần tiền. Và cái Tết ở khu vực châu Á nó sẽ diễn ra và cái việc là người ta cần một số tiền để chi tiêu cho cuối năm là chuyện rất là bình thường. Và cái việc ai cũng chốt lời là cái chuyện chuyện năm nào nó cũng có, năm nào cũng có. Tuy nhiên đối với thị trường crypto ở trong giai đoạn này thì anh nghĩ là nó có thể có điều chỉnh giống như Đức nói nhưng mà nó cũng không không đến nỗi quá nhiều bởi vì nó không có còn cái điều gì mà khiến cho thị trường điều chỉnh sâu nữa đâu. Tuy nhiên các bạn phải để ý là cái bước sang đầu của 2024 và đặc biệt là trong từ khoảng ngày 1 đến ngày 10 của tháng 10 ấy, thì cái thông tin về Bitcoin Spot ETF á, nó sẽ quyết định cái thị trường nó đâm mạnh hay là nó sẽ pump rất là mạnh. Thì các bạn nên quản lý vốn theo cuộc sống thực của bạn dựa vào cái sự kiện đó. Bởi vì cái sự kiện đó là sự kiện rất lớn, ngày mùng 10 tháng 1 của năm 2024, Ủy ban chứng khoán Mỹ sẽ phải trả lời là các cái 12 cái đơn ETF Bitcoin, một là được thông qua, hai là sẽ từ chối. Mà khi mà nó một trong hai trường hợp xảy ra nó đều có một cái phản ứng rất là mạnh thì cái quan điểm đầu tư của Ngọc á là các bạn đầu tư dù thế nào đi chăng nữa nhưng các bạn cũng phải phải link nó với cái cuộc sống thực, cái tài chính thực của mình để các bạn quản lý vốn dựa theo những cái sự kiện mà chúng ta có thể dự không chúng ta không kiểm soát được nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được nó có thể xảy ra như A hoặc B hoặc C thì chúng ta sẽ xử lý A xử lý như thế nào, B xử lý như thế nào, C xử lý như thế nào để cho cái cuộc sống của chúng ta ở ngoài đời nó bình an nhất thì đó chỉ là một cái suy nghĩ của mình thôi. Và trong rất nhiều năm qua mình đầu tư vào tiền điện tử mình vẫn đi với một cái tâm thế như vậy và mình chưa bao giờ lỗ và mình chưa bao giờ cảm thấy là bị FOMO hay là cảm thấy bị tham lam hay cảm thấy bị sợ hãi trong bất kỳ một trường hợp nào. Tất nhiên là nó sẽ không giàu, không thể đột phá rất là mạnh mẽ. Thế nhưng cái đấy nó cho mình sự bình an thì đó là cái quan điểm đầu tư và nó là cái tư duy đầu tư của mình thì mình chỉ muốn chia sẻ dưới góc nhìn của mình như vậy. Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Đúng là cái việc quản lý vốn cũng như là phân chia, phân bổ vốn trong đầu tư cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Và anh làm em nhớ đến một cái sự kiện trong cái năm, trong cái mùa trước, đấy là vào tầm khoảng tháng 3, em nhớ không nhầm là tháng 3 2021, có một cái vụ đấy là Bitcoin sập về đến tận là gần 3.000 đô. Thì đúng sự thật thì lịch sử luôn có thể lặp lại, chúng ta cũng không biết trước là cái gì có thể xảy ra và hy vọng là mọi người có thể quản lý cũng như là phân bổ vốn. Có thể chọn cho mình một cái phương pháp chơi hoặc là hold cho phù hợp nhất với cái vốn của bản thân cũng như là với cái mục tiêu mà bản thân hướng đến. Tuyệt vời. Rất cảm ơn hai anh về cái phần chia sẻ vừa rồi ạ. Và nếu mà mọi người muốn đa dạng hóa về các cái sàn đầu tư của mình thì mọi người cũng đừng quên đăng ký sàn CoinX để có thể tham gia trải nghiệm đồng thời nhận về các cái phần thưởng về ví sàn của mình thông qua cái việc là đặt câu hỏi ngày hôm nay nhé. Quay trở lại với cái chủ đề chính ngày hôm nay thì em thấy rằng trong cái tuần vừa rồi khi mà nhận PayX thì chắc hẳn là nhiều anh em cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và đấy là cái lý do mà ngày hôm nay CoinX Việt Nam có mời đến hai vị chuyên gia với hai góc nhìn khác nhau trong cái việc xây dựng X. Hai người ở hai cái vị thế khác nhau thì chắc hẳn là có rất nhiều những cái bí kíp để có thể chia sẻ với mọi người. Và đầu tiên thì em muốn đặt câu hỏi cho anh Ngọc. Như lúc nãy em có chia sẻ thì em biết đến anh Ngọc là thông qua gần như là một cái người đi đầu về MMO rồi. Và anh Ngọc là một cái người mà em cũng ngưỡng mộ rất là lâu cùng với một số cái anh khác gọi là top đầu ở trong thị trường về MMO gắn bó lâu dài cho đến tận bây giờ. Và đối với cái việc xây dựng X thì em thấy anh có một cái lối đi rất là khác so với những cái anh chị hiện tại đang xây dựng X ở trong thị trường. Vậy thì anh có thể chia sẻ giúp em và mọi người cái định hướng cũng như là cái tư duy trong việc xây kênh được không ạ? Ok rồi.
Thực ra thì nó cái quan trọng nhất ở trong bất cứ một cái platform, một cái mạng xã hội nào hoặc trong một cái kênh nào mà chúng ta muốn muốn xây dựng á, chúng ta nói chung như vậy, để lát nữa chúng ta có thể tưởng tượng qua X, nó cũng tương tương tự như vậy thôi ha. Thì cái lớn nhất là mình nghĩ là các bạn luôn luôn phải đến với một cái nền tảng nào đó. Nếu các bạn tham gia với một cái tâm thế là các bạn muốn muốn xây, muốn build một cái gì đó cho mình nhé, thì các bạn phải, thứ nhất là các bạn phải tìm ra được một cái vấn đề, hay là mình gọi là một cái nỗi đau của cái cộng đồng mà bạn muốn phục vụ. Thì nếu mà như vậy á, thì các bạn sẽ đi để các bạn bắt đầu tạo những cái nội dung, mình gọi chung là nội dung chứ không chỉ là chữ viết. Nội dung tức là để bạn giúp từ cái nội dung của bạn, bạn giúp cho cái nhóm mà các bạn đang hướng tới đó giải quyết được cái vấn đề, cái nỗi đau của họ. Thì thông qua việc đó bạn sẽ xây dựng được khán giả. Khán giả thì có thể gọi, mình nhiều người gọi là cộng đồng, nhưng mình gọi là các bạn sẽ giải quyết được cái nỗi đau, thì các bạn sẽ xây dựng được khán giả. Tức là ta gọi là khán giả là những cái người mà người ta thường xem mình, nghe mình, đọc của mình á. Đó. Và đặc biệt là bản chất khán giả thì người ta rất thích nghe kể chuyện. Đó, ở bất cứ cái nền tảng nào cũng vậy. Thì các bạn muốn giải quyết nỗi đau mà bằng cách là để người ta nhớ đến mình, thì các bạn nên bằng cách là kể chuyện. Các bạn phải học cách kể chuyện trong văn bản, học cách kể chuyện trong âm thanh, học cách kể chuyện trong video, trong bất cứ cái loại nội dung nào. Và khi mà các bạn kể chuyện thì các bạn phải có mục đích. Cái câu chuyện đấy kể để làm gì, nó phải có mục đích. Và khi mà có cái mục đích rồi á, thì thông qua các cái việc đó các bạn sẽ xây dựng được thương hiệu ở trên bất cứ cái nền tảng nào. Và khi mà bạn đã có được thương hiệu và sở hữu được thương hiệu, thì bạn sẽ có rất nhiều cách để các bạn kinh doanh để có thể kiếm tiền. Thì như vậy đấy là một cái chuỗi tổng thể, từ việc là các bạn xuất hiện trên một cái platform nào thì các bạn cũng đi từ nỗi đau, vấn đề, kể chuyện, xây dựng khán giả, kể chuyện có mục đích, và cuối cùng là để xây dựng thương hiệu, để kinh doanh, để kiếm tiền. Thì nó sẽ bằng rất nhiều cách. Nếu đi với cái tư duy như vậy á, thì các bạn sẽ hoàn toàn không bao giờ phải quan tâm đến việc là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ quảng cáo. Thậm chí cái nền tảng đấy mà nó không trả tiền quảng cáo, các bạn cũng sẽ kiếm được rất nhiều cách khác nếu như các bạn đi theo cả một cái chuỗi như vậy. Và thậm chí là cái tiền mà đến từ tài trợ, từ booking, các bạn cũng không cần phải quan tâm. Bởi vì cái số tiền đấy nó không thể đến ngay được, nhưng các bạn đi theo cả cái chuỗi xây dựng thương hiệu, giải quyết vấn đề cho một cộng đồng cụ thể đó, thì chắc chắn sẽ có những cái thương hiệu nó phù hợp với cái lĩnh vực của bạn đang làm việc. Chắc chắn là đến một ngày đó nó tự họ sẽ tìm đến, và thậm chí đến có một ngày nào đó bạn sẽ phải ngồi bạn quyết định xem là có nên nhận tiền của cái đối tác đó nữa hay không. Thì sau này nếu mà các bạn làm, các bạn sẽ đến một cái giai đoạn như vậy. Tức là đôi khi đến lúc nào đó các bạn sẽ phải cân nhắc là có nên nhận tiền của công ty này, của đối tác này hay không. Các bạn cứ yên tâm như vậy. Do vậy là hai cái khoản thu nhập mà mình nghĩ các bạn sẽ không cần phải chú tâm đến, đó là kiếm tiền từ quảng cáo và kiếm tiền từ tài trợ và booking. Bởi vì nó sẽ tự động đến nếu như các bạn làm tốt tất cả những điều kia. Còn về việc xây kênh ở trên X á, thì mình nghĩ bây giờ nó đang là một cơ hội, bởi vì là nó còn quá mới. Thực ra người Việt Nam cũng còn rất ít ở trên này, phần lớn là những người làm về crypto thôi. Và trong thời gian tới mình nghĩ sẽ có rất nhiều người rời đi, hủy, thậm chí là hủy cái chương trình X mà Premium luôn. Bởi vì là các bạn thấy là sau cái lần thanh toán vừa rồi á, thì đã bắt đầu có rất nhiều người, mình thấy là các cái content bắt đầu là nản này, các cái loại content mà cảm đôi, nhiều người bực bội, nhiều người nói là đăng là tôi đã hủy hủy tích xanh, tôi đã cancel, không mua tích xanh nữa. Tức là bắt đầu có những cái content rất là giận dữ ở trên X, bởi vì là các bạn đang chú tâm quá nhiều vào cái số tiền từ quảng cáo từ X, cho nên các bạn đến với nó chỉ vì là các bạn chờ đợi cái số tiền đó. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có tăng có giảm, và có lúc nhiều lúc ít.
nếu mà các bạn đi theo cái số tiền đó để các bạn làm nội dung á, thì làm sao các bạn làm được? Khi mà được pay nhiều thì các bạn sẽ làm nội dung hào hứng hơn, rồi khi lại bị cái tháng nào bị pay ít, các bạn lại cái cảm xúc đi xuống, rồi các bạn lại giận dữ, lại trách hờn. Như thế thì không phải là một người làm sáng tạo nội dung, đấy là một người đang đi tìm cách để kiếm sống ở trên ách. Thì mình nghĩ là các bạn nên nên thay đổi tư duy. Khi mà các bạn thay đổi được tư duy thì các bạn build, các bạn xây dựng ở trên nền tảng nào nó cũng cũng bền vững, và trước sau gì thì nó cũng thành công. Mà thực sự không thành công thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều cái kinh nghiệm, những cái bài học, nếu như bạn đi với tư duy đúng. Và có một số keyword mình muốn nhắc lại là các bạn phải tìm ra một cái vấn đề, một cái nỗi đau của một nhóm nhóm người cụ thể. Sau đó các bạn áp dụng cách tạo ra content để giúp họ giải quyết những vấn đề nỗi đau đó. Sau đó các bạn tìm cách để tạo ra những cái sản phẩm, những cái dịch vụ xoay quanh cái nhóm đối tượng đấy và bắt đầu kinh doanh. Thì đó là cái chiến lược xây kênh mà mình nghĩ là các bạn đi với tư duy như vậy thì các bạn làm nó bình an, nó chậm mà nó rất là chuẩn. Và Vâng. cái người người ta follow mình ấy, người ta cũng sẽ cảm nhận rất là rõ là cái người đó làm việc chuyên nghiệp, người đó đang trao đi một giá trị, chứ không phải người đó lên trên ách để chào buổi sáng, để bắt cáo, để lặp vòng tương tác. Thực ra cái đấy là chuyện có lẽ là chúng ta cũng thấy rõ ràng là nó không không thể bền vững được. Một vài chia sẻ ngắn như vậy. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều những cái chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không biết là anh Đức thì sao ạ? Dưới góc nhìn của một cái người không chỉ xây dựng X mà còn là một KOL trong thị trường về crypto thì không biết là cái định hướng xây kênh và phát triển của anh có khác biệt nhiều so với anh Ngọc không ạ? Ừ, anh đồng ý với quan điểm của anh Ngọc á. Mình là người sáng tạo nội dung á thì mình phải chú trọng vô cái việc là cái nhóm đối tượng khách hàng á, là mình phải nhìn thấy cái này trên nền tảng X đó. Anh em mang cái tư duy vào mà để anh em kêu để lên nền tảng X mà lấy cái doanh thu quảng cáo thì mình thấy tư duy đó nên bỏ. Tại vì sao? Mình cũng đã từng quen một số bạn, bạn nói là anh ơi cày YouTube để bật kiếm tiền. Mình nghe anh buồn cười lắm, mình rất là buồn cười luôn, tại mình thấy các bạn suy nghĩ đàn non quá. Các bạn nghĩ cái việc mà để kiếm tiền bật từ cái xe quảng cáo đó mà các bạn nghĩ đó kiếm tiền thì các bạn suy nghĩ, cái suy nghĩ đó lệch lạc lắm. Tại vì nó không được bao nhiêu cả. Mình không nói là những cái kênh top 1 như YouTube nha, như là kiểu như MrBeast thì không nói là một năm ông ta kiếm được năm mươi mấy triệu đô tiền quảng cáo thì không nói, đó là trường hợp đặc biệt. Còn lại cái tiền quảng cáo đó nó không bao nhiêu cả. Bây giờ mình cho các bạn sáng tạo nội dung đỉnh đi. Trên YouTube các bạn kiếm được 1 triệu view một tháng thì các bạn được bao nhiêu? Chưa được 1.000 đô, giải quyết được vấn đề gì đâu. Mà các bạn muốn ra 1 triệu view đó các bạn phải đầu tư bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 đô là chắc chắn rồi, thì nó không hiệu quả. Nên anh em đừng có suy nghĩ là để kiếm tiền từ nền tảng gọi là từ ADS á, mà anh em phải có một cái kế hoạch. Kế hoạch ở đây là anh em nhắm vào cái nhóm đối tượng và anh em nhắm, anh em làm gì trên cái nền tảng này. Mình ví dụ cho các bạn hiểu nè, có nhiều cách lắm. Mình là có nghe lên ít, mình có một cái là nhiều cái mục tiêu cùng một lúc. Cái mục tiêu thứ nhất của mình á là muốn xây cho kênh mình có nhiều tương tác hơn. Muốn nhiều tương tác hơn thì sao ạ? Thì các bạn sao, các bạn phải thấy được cái nỗi đau, như anh Ngọc có nói, nỗi đau trên nền tảng này là đang gặp phải hàng triệu người. Bây giờ mình nói câu chuyện vĩ mô một tí, là có nghe là bên phở bò nó có hàng mấy chục triệu user, nếu mà đổ về đây thì chúng ta phải đón đầu trước, chúng ta phải là người có sức ảnh hưởng trước ở trên nền tảng này, để sao ạ? Khi mà người ta đổ vào thì họ biết chúng ta, thì chúng ta sao ạ? Thì họ là fan của chúng ta, họ là khán giả, họ nghe cái nền tảng của chúng ta, họ nghe cái content của chúng ta, thì chúng ta, họ đang gặp cái vấn đề gì đó thì chúng ta giải quyết vấn đề cho họ. Ví dụ họ muốn giống như trên YouTube những năm đời đầu đi, họ muốn bật kiếm tiền thì chúng ta hỗ trợ họ bật kiếm tiền, họ muốn cái gì thì chúng ta hỗ trợ họ cái đó. Mà chúng ta hỗ trợ một cộng đồng to thì chúng ta lại sao ạ? Lại là người có sức ảnh hưởng. Mà từ cái sức ảnh hưởng này chúng ta làm ra hàng trăm cái việc để có được tiền. Trong đó mình có thể nói các bạn một cái việc đơn giản nhất á, là các bạn cũng có thể tiếp thị liên kết sàn giao dịch. Cái thứ hai là bạn có thể nhận booking từ rất là nhiều cái nền tảng khác nhau, thì bạn chỉ chia sẻ cái thông tin, ừ đây có cái thông tin này để tìm hiểu một cái dự án này, mọi người có thể tìm hiểu ở dưới đường link phía dưới, thì họ tự tìm hiểu, họ tự chịu trách nhiệm. Chúng ta không phải là siêu lơ ha, chúng ta đó, họ tự tìm hiểu, họ tự trách nhiệm, họ thắng thì tự họ ăn, mà thua họ tự họ chịu, chia sẻ giới thiệu vậy thôi.
và anh em không có bảo lãnh hay không có bảo lãnh hay nói là kèo này chắc chắn thắng gì kiểu kiểu vậy anh em ha, thì họ tự tìm hiểu là anh em đã kiếm được nhiều tiền rồi. Nhưng cái việc á, mình giải thích cho mọi người luôn, nếu mọi người làm dịch vụ á thì chắc chắn mọi người thắng, không thể nào thua được. Mình ví dụ anh em có để ý ha, bây giờ ở trên Facebook những năm đầu tiên á, những người làm dịch vụ trên Facebook họ có giàu không ạ? Họ rất rất giàu. Bây giờ mình nói giải thích cho này anh em, như anh Ngọc nói là chúng ta phải có lượng khán giả đúng không? Và bây giờ khán giả này họ đang cần có một cái kênh ít, giống như họ đang làm về áo cưới, họ cần một cái bay, một cái tài khoản về áo cưới trên này nó có 100k theo dõi. Thì chúng ta có sẵn cái tài khoản chúng ta bán cho họ luôn. Và chúng ta ở đây là sao ạ? Chúng ta giải quyết nhu cầu của nhiều người đấy, giống như bên bên phở bò đây bên Phúc á, thì rất là nhiều người cần cái bay, họ làm về áo cưới hay làm cái gì đó họ đều cần một cái bay của tài khoản đó, thì những cái bên cung cấp dịch vụ đó họ sao, họ rất là giàu. Thì trên nền tảng này mình đã hướng đến điều đó rồi, mình sẽ xây cái tài nguyên để sau này mọi người cần cái gì mình cung cấp cho họ người cái đó. Và anh em hiểu một cái điều đơn giản á, anh em chỉ cần giải quyết được cái vấn đề gì cho nhiều người một lúc bảo quy mô công nghiệp thì anh em sẽ rất là nhiều tiền, rất rất nhiều tiền luôn. Đó là những cái cách, đa cách kiếm tiền nhanh. Anh em đừng có nghĩ là kiếm tiền từ nền tảng ít, mình nghe nó mình mắc cười lắm, nó không bao nhiêu cả, nó không thấm vào đâu. Thực ra anh em có thể lít, bây giờ anh em lít một tháng là mình cho là anh em lít chuẩn thì 2.000 lít đi, một một 14 ngày 2.000 lít đi, thì anh em kiếm được 50 đô 100 đô thì nó vui thôi, chứ nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Nói chung là nó sẽ giải quyết vấn đề ngắn hạn, anh em cần ít tiền thì nó ok. Ta muốn cái Ừ, cảm giác anh cũng có một cái chia sẻ nối tiếp theo cái chia sẻ của Đức á. Đó là thực ra bây giờ hầu hết mình nhận thấy là ở trên X cũng đa phần là những bạn trẻ tuổi. Do vậy là chúng ta làm việc gì, chúng ta kiếm tiền việc gì, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải đặt câu hỏi là sau 3 năm nữa, sau 5 năm nữa chúng ta dành thời gian ở trên X này, chúng ta làm cái việc mà chúng ta dự định làm á, thì chúng ta tức là chúng ta học được gì, nhận được những cái kiến thức gì, xây dựng được cái giá trị gì, và cái con người mà chúng ta trở thành sau 3 5 năm nữa đó, nó như thế nào. Cái điều đó mới là quan trọng. Còn nếu mà chúng ta đơn giản là giống như Đức nói là cứ chăm chăm và kiếm tiền quảng cáo, xong là một ngày dành rất nhiều thời gian đi click, thì cho dù là bạn click giỏi đến đâu đi chăng nữa, bạn lách được các thuật toán, bạn may mắn không bị ban account, thì sau 3 đến 5 năm nữa bạn trở thành người như thế nào? Người người đi click quảng cáo à? Đúng không? Chúng ta thử đặt một dấu hỏi lớn như vậy xem có đáng để chúng ta đầu tư thời gian hay không. Thế thì khi mà chúng ta đặt được câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ biết cách là chúng ta đi tìm một cái lĩnh vực để chúng ta vừa làm vừa học, và nó sẽ giỏi lên sau 3 5 năm nữa. Và cái việc mà chúng ta giỏi lên thì tự động là chúng ta sẽ tăng được cái giá trị, mà khi tăng được giá trị thì tự nhiên cái số tiền chúng ta kiếm được nó sẽ tỷ lệ thuận với cái giá trị mà chúng ta tạo ra. Đấy là một cái điều chắc chắn, một cái nguyên lý mà không thể nào chối cãi được. Thì đấy là mình muốn chia sẻ cho các bạn. Giống như là cá nhân mình, năm 2015 mình đến với Internet gần như hoàn toàn là con số 0. Mà thời đó còn không có tài liệu, không có người chia sẻ, không hề có một cái gì luôn. Khi mà mình nói là mình lên trên Internet kiếm tiền thì có nhiều người người ta sẽ đã từng nói mình là bị điên, bị điên. Cho nên là, nhưng mà mình phát hiện ra là ở nước ngoài họ đã từng làm như vậy nhiều năm rồi, họ đã kiếm tiền được với tiếp thị liên kết từ thời Amazon thành lập 20 năm rồi, mà ở tại Việt Nam thì lúc đấy chỉ có một vài cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như là Lazada của cái thời thuộc trực thuộc tập đoàn Rocket này, rồi hồi đó có Vin của AD rồi. Thì mình biết là ở nước ngoài người ta đã làm 20 năm rồi, thì ở tại Việt Nam với cái xu thế này trong vòng 5 năm nữa thì chắc chắn là sàn thương mại điện tử rồi online mua bán nó sẽ phát triển rất mạnh. Và nếu như vậy thì tiếp thị liên kết nó sẽ không thể nào biến mất, nó chỉ có phát triển thôi. Bởi vì khi nào còn phát sinh giao dịch ở trên Internet á, mua bán trên Internet, thì cái ngành tiếp thị liên kết nó vẫn vẫn chạy song song với ngành thương mại điện tử, với hoạt động mua bán. Mình chỉ có niềm tin duy nhất như vậy, không ai nói với mình hết, nhưng mình suy đoán. Và cứ thế mình học, mình tìm hiểu, mình đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài, thậm chí là phải ngồi Google dịch từng chữ một, mình đọc và mình học, mình áp dụng, và cứ thế mình làm. Và đến nay mình dám tự tin là cái số tiền hoặc cái tài sản mà mình có được phần lớn là nó đến khoảng 80% đến từ tiếp thị liên kết. Thì cũng như là nếu như bây giờ các bạn có một cái niềm tin vào thị trường crypto đi,
Và cái niềm tin này không thể chối cãi được, nó chỉ có phát triển, chỉ có bùng nổ thôi chứ không bao giờ chết được, thị trường crypto không thể chết được. Thế thì ngay bây giờ tại sao các bạn không tìm một cái thị trường ngách ở trong crypto để các bạn học, các bạn làm và các bạn bắt đầu chia sẻ trên X hàng ngày để các bạn giỏi lên và 2024, 2025 trong trường hợp thị trường nó uptrend trở lại thì mình nghĩ là các bạn sẽ có một kết quả rất là mạnh. Bởi vì là ở những cái lĩnh vực khác á, để thay đổi vị thế tài chính rất khó. Nhưng ở trong thị trường crypto thì việc thay đổi vị thế tài chính trong vòng 1 năm, 2 năm là chuyện không quá khó. Nhưng cái quan trọng là các bạn phải tìm ra cái keyword ở đây mình nói là phải tìm ra một thị trường ngách phù hợp với lại chính mình. Mình lấy ví dụ. Đừng bao giờ lên trên X để nói là tôi chia sẻ về crypto, nó quá chung chung và các bạn sẽ không biết là các bạn chia sẻ cái gì. Các bạn thấy ai nói về Bitcoin, các bạn cũng nói về Bitcoin. Cái ai nói về sàn Binance, các bạn cũng nói về sàn Binance. Ai nói về sàn CoinEx, các bạn cũng nói về sàn CoinEx. Rồi ngày mai ai nói về cái gì, các bạn cũng sẽ nói như vậy. Thì làm sao cái kênh của bạn nó bật lên trong một cái đám đông giống nhau như vậy được, đúng không? Thế thì tại sao các bạn không tập trung nào? Các bạn chỉ chuyên trị các sàn giao dịch thôi. Tức là đừng nói gì về những cái thứ khác cả. Đừng nói về NFT, đừng nói về Metaverse, đừng nói về Social File. Mà các bạn chỉ tập trung các bạn nói về sàn giao dịch. Tức là các bạn so sánh cái chương trình đầu tư tự động trên CoinEx với Binance. Nó khác nhau như thế nào? Cách đầu tư bên này nó như thế nào? Cách đầu tư bên kia như thế nào? Rồi cái phí giao dịch của sàn A, sàn B nó khác nhau như thế nào? Vân vân. Tức là các bạn trở thành người chuyên trị các sàn giao dịch. Ý của mình nói là các bạn đấy là một cái thị trường ngách. Và mình nói là khi nào thị trường crypto còn thì các sàn giao dịch nó sẽ vẫn muôn đời còn. Mà các bạn kiếm tiền từ các sàn giao dịch là một cái nguồn tiền mà mình nói nó là khủng khiếp. Thì đấy ví dụ là một cái thị trường ngách. Rồi ví dụ như các bạn chọn là các bạn chuyên trị về các loại ví. Đúng không? Cái nhu cầu của những người mới, cái nỗi đau lớn nhất của những người mới tham gia thị trường crypto là người ta không biết lưu trữ crypto ở đâu. Vậy thì tại sao các bạn không chọn, các bạn trở thành một cái người chuyên trị các loại ví, ví nóng, ví lạnh, rồi hiện nay có cả ví ấm luôn, ví ấm mình để trong dấu nháy nháy, đó, rồi kích hoạt các loại ví này như thế nào, rồi trong mỗi một cái thương hiệu, Trezor hay là Ledger thì nó có cái đặc điểm như thế nào, các bạn trở thành người so sánh, các bạn giúp cho những người đầu tư crypto họ biết cách lưu trữ cái ví, cái crypto của họ một cách an toàn. Đó là một thị trường ngách phải không? Mà mình thấy không ai làm cả. Tức là không phải không ai làm nhưng mà không ai bật lên ở trong một cái hốc, một cái thị trường ngách rõ ràng như vậy. Và khi mà các bạn làm ở trong thị trường ngách như vậy, các bạn sẽ trở nên rất giỏi nhanh và thậm chí là các cái đối tác, các nhà cung cấp, các cái sàn giao dịch, rồi các cái hãng cung cấp những cái sản phẩm, họ sẽ chú tâm đến bạn ngay. Đúng không? Đó là một cái ví dụ. Rồi thậm chí các bạn có khả năng kết nối, các bạn thích kết nối với những người khác. Các bạn làm hẳn một cái kênh X chỉ chuyên thực hiện những cái podcast, những cái video chuyên phỏng vấn Đức này, chuyên phỏng vấn Ngọc này, chuyên phỏng vấn những cái người đại diện cho sàn giao dịch này, chuyên phỏng vấn những cái KOL mà họ họ hoạt động trong thị trường crypto để từ họ các bạn đưa ra các bài học để cho những cái người khác họ follow theo, thì đấy cũng là một cách làm phải không? Tức là phải tìm ra một cái ngách, một cái hốc đặc biệt cho riêng mình thì các bạn sẽ đứng sang một cái bên rất là rõ ràng trong một cái đám đông rất là lu mờ hỗn loạn hiện nay. Đó, thì đấy là cái mình nghĩ là đơn giản là các bạn phải làm cho mình trở nên nổi bật trong một cái platform mà ai cũng giống ai. Đó. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Cùng là thị trường crypto nhưng mà quan trọng là cái vị thế của mình đang đứng ở đâu đúng không? Đúng rồi, nhắc đến bạn là người ta phải nhớ đến cái gì? Vâng. Em nghĩ là thông qua những cái chia sẻ của anh Ngọc thì mọi người cũng có thể rút ra rất là nhiều những cái bài học cho bản thân mình. Và tuần rồi thì trong cái việc PayX thì mọi người cũng đã thấy đấy là những cái thực trạng như anh Ngọc hay là anh Đức vừa rồi có nêu ra. Đấy là mọi người không còn FOMO về X hay là FOMO về những cái khoản pay nhận được trên Facebook hoặc là X hoặc là một số cái nền tảng social khác. Và có lẽ là mọi người cũng đoán ra được cái chuyện gì đang xảy ra rồi đúng không ạ?
Trong cái buổi live hôm nay thì em đang thấy rất nhiều anh chị có tích xanh đang vào nghe ở đây. Thì chắc là mọi người cũng có chung một cái thắc mắc, đấy là về cái khoản pay của X hoặc là về những cái cách để xây dựng X trong thị trường crypto này. Và trong cái thời gian vừa rồi thì thị trường X thực sự đã thanh lọc ra rất rất nhiều những cái người khác nhau. Và không biết là đối với hai anh thì trong cái giai đoạn vừa rồi có những cái khó khăn gì trong cái việc xây dựng X không ạ? Thực ra đối với anh thì không không có khó khăn gì hết, bởi vì thực ra anh cũng đã xác định là cái tiền đến từ quảng cáo nó chỉ là một cái động lực nhỏ nhỏ, một cái phần thưởng tức thời ấy, để cho mình thấy hứng thú. Và anh cũng nghĩ là cái trả tiền từ FaceX, từ ad đó, nó giúp kích hoạt cái sự tham gia vào X mạnh mẽ hơn. Và anh đã nhìn thấy điều đó ngay từ ngày đầu tiên mà khi X thông báo cái chương trình đó. Tuy nhiên anh thấy là nó không có gì cả, nó bình thường giống như là những cái platform trước đây. Anh đã từng chia sẻ cách đây một ngày trên cái bài của anh là qua mỗi cái lần fail này thì X đang tạo ra một cái bộ lọc để xem là ai là người sáng tạo nội dung và ai là người tiêu thụ nội dung. Nó sẽ gạt sang hai bên, và chắc chắn là cái tỷ lệ mà trở thành người tiêu thụ nội dung ở trên X rất rất là lớn, và rất là một số rất nhỏ sẽ bước qua cái làn ranh của người sáng tạo nội dung. Nếu như những người đó vượt qua được cái việc là không còn phụ thuộc vào X tháng này trả tiền bao nhiêu và thay đổi chương trình quảng cáo, chính sách nó thay đổi như thế nào. Trước đây cũng vậy, các nền tảng trước cũng vậy, lúc đầu cái chính sách nó chưa rõ ràng, nó trả rất là tốt, và thậm chí là nó cái người làm ít thì được nhiều, người làm nhiều thì được ít, đúng không? Nó tạo ra một cái sự hỗn loạn nhưng nó tạo ra một sự phấn khích. Thế nhưng mà dần dần thì hàng nghìn kỹ sư người ta ngồi sau đó, người ta sẽ tính toán lại, rồi thậm chí nó bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chung, các cái nhà quảng cáo họ rút đi, công ty họ kinh doanh không được, đang suy thoái thì chắc chắn là lấy tiền đâu mà quảng cáo, đúng không? Bởi vì nhu cầu mua hàng không có, quảng cáo làm gì, thì tự nhiên tiền nó sẽ giảm xuống. Và đặc biệt trong tháng vừa rồi thì X đã mang tất cả cái doanh thu quảng cáo để ủng hộ cho nạn nhân chiến tranh ở Gaza. Thì thực ra nếu chúng ta hiểu điều đó chúng ta phải mừng chứ, đúng không? Bởi vì chúng ta thu nhập ít đi một chút, thế nhưng mà cái người người ta đang khó khăn hơn mình, người ta sẽ nhận được cái số tiền đó, thì cũng là một cái điều mà mình cảm thấy rất tốt. Một cái nền tảng họ có trách nhiệm như vậy thì mình cảm thấy mừng chứ, đúng không? Thì đối với anh không có gì khó khăn cả, nhưng anh thấy là thời gian này nó sẽ lắng xuống, số lượng người sẽ giảm đi, bớt FOMO đi, nhưng khi nó ổn định lại á, nó ổn định lại và nó tạo ra những người sáng tạo lâu dài chuyên nghiệp, thì chính những cái case study đó của những cái người sáng tạo đó thì nó tiếp tục bắt đầu kéo những cái người mới, và nó dần dần ổn định hơn. Và khi người ta vào thì chính sách nó đã rõ ràng hơn, người ta sẽ biết là 1.000 lần impression hiển thị thì doanh thu quảng cáo sẽ được chia sẻ là bao nhiêu, một lượt click ở quảng cáo ở trong bình luận sẽ là bao nhiêu, ở trên timeline, ở new feed sẽ là bao nhiêu, nó rõ ràng hơn. Thì lúc đấy không ai có việc là giận hờn trách móc, hay là đặt câu hỏi là tại sao mà tôi được được nhận ít nữa, đúng không? Bởi vì nó có chính sách rõ ràng rồi. Thì lúc đấy thì cái nền tảng nó sẽ ổn định và nó sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Đặc biệt là trong năm 2024 thì X sẽ còn kết hợp finance, thậm chí là nếu mà thị trường tiền điện tử uptrend đưa thì chắc chắn là sẽ có những cái đồng coin, biết đâu nó sẽ được đưa vào làm một cái gì đó ở trên X, thì lúc đấy cái sự FOMO nó sẽ càng lớn hơn nữa. Thì một vài cái suy nghĩ của anh trong thời gian vừa rồi, và cái tầm nhìn cho 1-2 năm tới thì anh nghĩ X vẫn là một cái nền tảng mà nếu mà các bạn nào muốn tạo một công việc, xây dựng cho mình một cái bước đi ấy, thì nó vẫn là cơ hội rất là lớn. Vâng, tuyệt vời. Em nghĩ là Vâng. cơ hội rất là lớn luôn. Em nghĩ là trên nền tảng X là cơ hội rất là lớn luôn á. Anh em cứ suy nghĩ đơn giản đi. Người Việt Nam chưa tới 1 triệu người sử dụng X á. Đúng Ít rồi. đâu. Ít lắm anh em. Và giờ anh em có cơ hội để anh em đi là những người lead đầu tiên ở trên đây. Anh em sẽ sở hữu một cái ngách riêng của mình. Và mình nói thiệt là cái giai đoạn này của X nó rất là mới luôn. Anh em thấy là thiên thời địa lợi nhân hòa đó. Bây giờ anh em có một kênh ads mà nó tốt thì mình nghĩ là sắp tới anh em sẽ có cơ hội để khai thác rất là nhiều.
đặc biệt là anh em người mới, anh em nào chưa chưa thực sự mạnh ở các nền tảng khác á, thì bên đây anh em có cơ hội, tại vì Đúng mới có rồi, nếu một mà triệu chậm người. 1 năm nữa thì các bạn này lỡ chuyến đò giống như TikTok các bạn đã bị lỡ này, Facebook các bạn bị lỡ, thậm chí YouTube cách đây mười mấy năm các bạn đã bị lỡ rồi. Đó. Hay quá. Vâng, cảm ơn chia sẻ của hai anh rất là nhiều. Và không biết là hai anh liệu có thể chia sẻ thêm giúp em một số cái bí kíp xây dựng X bền vững trong cái giai đoạn hiện tại không ạ? Em muốn nghe cái chia sẻ của anh Đức, có thể chia sẻ giúp em một số ý kiến không ạ? Bây giờ hiện tại thì làm bền vững trên này á, là anh đang kết hợp làm giữa ba thứ. Thứ nhất á, là cái thứ đầu tiên là anh làm là dịch vụ. Hiện tại á, là giống như nỗi đau của mọi người trên nền tảng này, mọi người đang sao à, đang gặp phải là mọi người không thể bật được kiếm tiền, thì mình hỗ trợ cho mọi người bật kiếm tiền với chi phí rẻ nhất Việt Nam, chất lượng tốt nhất Việt Nam luôn. Và cái nữa là mình có một chương trình tiếp thị nó là cao nhất Việt Nam luôn. Và đặc biệt nữa nha anh em, thì anh em có thể, anh em chưa biết gì về thị trường, anh em có thể join vào team của mình có thể đào tạo anh em thành KOL luôn, và nó đương nhiên là miễn phí rồi. Mình đào tạo cho mọi người để chia sẻ giúp liên kết, và đào tạo cho mọi người KOL và định hướng cho mọi người build kênh như thế nào. Mọi người có thể build cả TikTok và cả YouTube, cả Instagram, mình đều có dịch vụ book cho mọi người hết. Thì mọi người về cơ bản, mọi người muốn trở thành một KOL có vài chục ngàn theo dõi, mình nghĩ là easy, vào tay mình thì chỉ cần 6 tháng chắc chắn là làm được, mình tự tin luôn á. Và anh em có một cơ hội mới ở đây. Tại sao mình muốn muốn chia sẻ nhiều vậy? Tại mình muốn lan tỏa, mình là có người sức ảnh hưởng, có người đang rất là nhiều đang gặp vấn đề, mình sẽ giải quyết vấn đề của mọi người. Thì cơ bản mình đã xây ra một cái tool nữa, mình còn có một cái tool nữa để giải quyết cho người mới làm sao để họ tăng được cái follow follow á, là tự nhiên nhất luôn. Và về cơ bản á, là các anh em mà dạy như KOL thì anh em càng có lợi nữa, mà nó tự động 100% anh em nha. Chắc là sẽ ra mắt sớm thôi. Hiện tại Vâng. cái tool sẽ ra mắt sớm thôi, còn các cái dịch vụ đều có hết rồi. Mình có thể định hướng cho các bạn làm kênh như thế nào để chuẩn nhất. Tại vì mình đã làm thành công từ một người không biết gì. Kênh mình là làm trong vòng 700 ngày lên được gần 100k follow, từ một cái tài khoản không có gì cả. Mình vẫn đi lên được, mình chia sẻ rất là nhiều, gần 12.000 bài, 11.000 mấy trăm bài đó. Nói chung là mình chia sẻ rất là nhiều, nói về năng lượng để mà build kênh đó. Thời điểm mà cái team Genesis của mình có 100 mấy chục bạn, mình nói các bạn build kênh thì không ai build hết đó. Các bạn cảm thấy là mệt, một ngày phải đăng 3-4 content, cảm thấy mệt, mình nói phải làm đi. Mình chỉ định hướng cho các bạn thôi, nhưng cái việc các bạn phải tự chạy, tại vì đây là nội lực bên trong anh em. Mình chỉ là định hướng và mình cố vấn chiến lược cho bạn đi, có nghĩa là đi, và mình có thể là mình bút phụ cho bạn nữa. Thậm chí một số bạn thân mình có thể, ừ, bây giờ bạn chưa hình keo, mình có thể mời bạn, ví dụ bạn sẽ chuẩn bị một cái chủ đề nào bạn không giỏi, chuẩn bị đi, cho bạn cái đề đó, và các bạn có thể mời mình là về cùng nói chuyện, hai anh em nói chuyện qua lại, thì các bạn cũng được sức ảnh hưởng. Cái này mình đó là mình chịu thiệt luôn á, nói thẳng là rất là chịu thiệt. Mình là người follow rất là to, mà các bạn follow có 1.000, mình follow có 100 lần bạn, mà mình like cùng với các bạn là rõ ràng là mình thiệt rồi, nhưng mình vẫn làm để hỗ trợ các bạn đó. Thì cái cách bây giờ mọi người thấy mà làm bền vững là làm dịch vụ nha. Là cái thứ hai là mọi người hãy tập trung vào cái content, mình chỉ có tập trung vào content thôi. Việc lít lít cáo mình không quan tâm nhiều, mình không có thời gian để quan tâm việc lít cáo luôn, mình cũng không cần thu nhập đến từ lít cáo. Tại mình muốn là cái thực sự mình muốn là một cái network và một cái traffic mạnh thôi. Mình muốn là cái traffic của mình mạnh, giống như mình đăng lên một cái bài đăng, một năm tới mình đăng một cái post thì có khoảng 1 đến 2 ngàn comment, mà 1-2 ngàn tim, như vậy là từ đó là đã đủ để mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền rồi, chứ không cần gì mà phải lít cáo hay là lít ạt gì hết cả. Lít thì đặc biệt là cái tool lít vẫn được, nhưng mà cái tool đó thì mọi người phải hiểu nha. Nếu mọi người tham cái gọi là tham ăn cái miếng ăn nhỏ của mọi người ấy, thì mọi người sẽ đá luôn một cái bát cơm của cả thị trường Việt Nam. Ví dụ giờ mọi người lít ra một cái tool, mọi người lít đi, mọi người phá nền tảng, tại vì vào đây á, mọi người phá nền tảng của Mớt, thì các doanh nghiệp họ bỏ vào đây 1 triệu đô họ chạy quảng cáo, hay là 100.000 đô đi, nhưng mà họ chạy quảng cáo không hiệu quả thì họ sẽ rời đi hết à. Mà họ rời đi hết thì ở đây sao ạ? À? Mớt có nghĩa data của Mớt là rác, thì nó nói data mày rác quá, mày ta cái khách hàng tao chỗ tao nó sai hết, chạy không ra cả không ra số gì cả. Giống như anh em đã từng chạy quảng cáo trên trên Facebook rồi, anh em biết anh em chạy một ngày cắn khoảng 20 triệu đi mà không ra đơn là anh em chạy vài ngày đây, em chạy một thời gian là anh em phải bỏ, làm sao có tiền mà bơm vào nữa. Thì ở đây à, thì anh em thấy data nó rác, anh em thấy đổi dừng thì anh em không có nữa, trên nền tảng sẽ không có tiền nữa, anh em hiểu không ạ? Thì á, cái việc kích cáo mình không có nói là anh em không lít, nhưng mà những anh em chưa có tiền thì anh em có thể lít để sao à? Để mình có cộng đồng, để mình có một cái nguồn thu nhập ngắn hạn, nhưng cái đó nó không mang tính bền vững được, nó chỉ là ngắn hạn thôi. Cái dài hạn nó sẽ là sao ạ? À? Anh em có được cái gì,
khi mà cái trend nó qua đi, anh em lắng động được gì? Ừ, nhắc đến ông là nhắc đến cái gì, nhắc đến ông hay nói vấn đề gì, mọi người phải nhắc được trong khán giả, người ta biết mọi người là ai á, thì mọi người mới là thành công. Còn cái việc mà lít để kiếm tiền, mình nghĩ cái đó nó ngắn hạn lắm. Làm dịch vụ anh em ha, anh em lưu ý là keyword là anh em làm dịch vụ và hỗ trợ cái nỗi đau của hàng triệu người đang gặp. Và chúng ta sao, chúng ta phải làm được công nghiệp. Công nghiệp là sao? Chúng ta phải định hướng là chúng ta chăm sóc được 1.000 khách hàng, 10.000 khách hàng, 1.000.000 khách hàng, chứ đừng có nghĩ là chúng ta chăm sóc có 2-3 người, 5 người, 10 người. Cái đó là tư duy ngắn hạn lắm. Tư duy mọi người phải scale lên được, mọi người phải tính được cái mô hình đó là chăm sóc được 10 người, 1.000 người hoặc 1 triệu người, mọi người cũng có sử dụng khoảng 2-3 tiếng thôi. Chứ không phải là mọi người chăm sóc 10 người là dùng 1 tiếng, mà chăm sóc đến 100 người dùng 10 tiếng là thua, tư duy là rất là thua. Quan điểm của mình là như vậy đó, mình có thể chia sẻ cho anh em là như thế. Nghe rất là tuyệt vời anh ạ, và chắc là sau cái buổi ngày hôm nay thì em sẽ phải inbox riêng cho anh Đức rồi. Anh sẽ đào tạo KOL các bạn, thực ra các bạn đã có kỹ năng rồi, mình có thể đào tạo cho các bạn tốt hơn. Và thậm chí bây giờ các bạn đang 5-1.000 follow, nếu các bạn đi cùng với mình chắc chắn 10.000 follow, 20.000 follow là chắc chắn, mình khẳng định luôn. Tại Vâng, sao chắc không không sẽ không với Đức ạ. không không đi cùng được nhau, đúng không ạ? Cái quan điểm này mình lại chia sẻ mọi người là nhiều khi mấy ông lại nói là ông Đức này dở hơi, ông hay thích chia sẻ linh tinh, nhưng mà mọi người thấy cái tư duy nó hình thành mình từ lúc mình học đại học rồi. Là sao ạ? Mình cứ chia sẻ cho đi đi, mình chả có suy nghĩ gì cả, cứ cho đi luôn. Các bạn copy bài mình cho copy hết á, mà tại vì mình suy nghĩ các bạn có copy bài của mình cũng không giờ cao điểm hơn mình, tại vì mình là đặc quyền, mình là lớp trưởng, lớp là 108 người, mình lớp trưởng, có nghĩa là mình mà thi được 8 điểm thì đặc quyền là mình sẽ là 10 điểm cộng 2 điểm, thi mà 10 điểm thì là 12 cộng hoặc là 11 cộng. 11 cộng tuy là nhập điểm vào nó vẫn là 10 thôi, nhưng mà lên bảng điểm dán thì nó nhìn oách lắm. Tại sao thằng này là 10 cộng thì mọi người sẽ đặt dấu hỏi thôi, tại vì bài của nó xuất sắc hơn 10 điểm. Mình là cái khóa cuối cùng học niên chế ha, là thang điểm 10. Cái khóa sau mình là 1990, là khóa nó học là học tín chỉ, là thang điểm 4. Anh em Gen Z là học thang như là thang điểm 4 hết, sẽ không biết điểm 10 là gì đâu. Anh em sẽ không biết điểm 10 là gì đâu. Mình là cái thế hệ gọi là thế hệ chuyển giao thôi. Mình là cái năm 2007 mình thi đại học, là thi cấp 3 và thi đại học cũng là thi trắc nghiệm luôn, là năm đầu tiên thi điểm luôn. Gọi là năm đó là Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ra là 20 á, là chất lượng trong giáo dục đó. Thì anh em có thể xem lại cái đoạn đó. Tư duy của mình đó là mấy bạn cứ cho đi đi, không có mất. Kiến thức cho đi á, các bạn còn nhiều hơn, nhận lại nhiều hơn. Thầy mình cũng nói như vậy thôi nè. Nếu mà tôi dạy cho các anh mà tôi học bên bên Mỹ về học tiến sĩ xong mà tôi dạy cho các anh mà tôi mất á, mất kiến thức thì tôi không bao giờ dạy. Kiến thức nó còn có đó, mà dạy xong mà kiến thức còn nhiều hơn nữa. Tại vì dạy ra các ông giỏi quá, các ông phản biện lại tôi, nhiều cái tôi còn đứng hình, đứng hình luôn, nhiều thầy đứng hình mà, tại vì học trò quá giỏi, họ phản biện là những câu mà thầy kêu để thầy về viết, thầy suy nghĩ lại, thầy chưa trả lời được mà, thầy cũng nói thẳng là có thể những câu anh em hỏi thầy không trả lời được thì họ cũng để họ suy nghĩ lại, họ có chống chế qua mà, anh em hiểu không ạ? Tư duy của mình lại luôn cho đi, mà anh em cứ cho đi như vậy đi, trong trường đại học á, anh em mà cho đi như vậy, anh em sẽ có được cái nhiều điều bất ngờ lắm. Bất ngờ là ví dụ nè, cho đi việc đơn giản thôi, anh em có thể giúp các thầy viết sách, anh em có thể giúp các bạn khác học giỏi hơn. Thì sau này á ra trường á, anh em sẽ rất là nhiều cái, có những công việc những cái người đó họ quay lại giúp đỡ anh em. Anh em biết nếu anh em học đại học ở những trường top, anh em sẽ có cơ hội quen được những người tinh túy nhất. Có nghĩa là ở đây là những người gọi là mình gọi là ba mẹ người ta giàu, người ta có thế lực, nếu mà mọi người giúp người ta trước, mọi người không suy nghĩ á, sau này khi mọi người khó khăn á, chắc chắn sẽ không phải người đó mà bạn người đó hoặc là bạn người đó nữa cũng sẽ giúp chúng ta thôi. Cái tư duy cứ cho đi đi, không có mất. Cho đi là còn nguyên đó. Và chính cái tư duy đó khi mình bước chân vào thị trường á, mình cũng chả có thằng nào dạy cả, không ai dạy được mình á, mình có biết đâu mà dạy, không có ai để dạy, và mình tự học và mình tự chia sẻ lại. Khi mình tự chia sẻ nhiều thì tự động mình sẽ có giá trị, khi mình có giá trị thì chắc chắn mình sẽ có tiền, mình sẽ có rất nhiều tiền và sẽ có rất là nhiều đơn vị quảng cáo, sẽ rất là nhiều cái dự án tỷ đô nó yêu cầu là booking, mày viết bài cho tao đi, tháng trả cho mày 4-5 ngàn đô, chưa chắc mình đã nhận nữa. Nếu mà dự án rác, nói thẳng là mình cũng không nhận nữa. Nó phải sao, dự án nó phải chuẩn chỉnh và chắc như thế nào, chứ mấy dự án linh tinh mà kiểu MLM đang cấp giờ, mọi người mà lấy được 5.000 đô viết bài cho nó thì còn cái gì nữa. Đây là mình nói là tùy ha, anh em cứ mang tư duy cho đi đi, cho đi là còn mãi, cho đi trao giá trị đi thì anh em sẽ được nhận lại rất nhiều thứ, mình chắc chắn luôn đó. Nhiều anh nó sợ nó ôi mày dở hơi sao mày cứ hay kiểu chỉ người ta vậy á, nhưng mà mình nói thiệt sự mà, mình cũng làm review rất là nhiều, review mọi người lưu trữ coi trên các cái ví như nãy anh Ngọc đã nói mình cũng đã làm hết rồi, về cơ bản cũng đã làm hết luôn, hầu như là tất cả anh Ngọc nói mình để làm qua hết rồi đó. Kênh mình nó tổng hợp nó có đến những mức anh em mới hiểu là nó thiên về làm về chạy nốt, mình còn làm hết tất cả mọi thứ, gần như anh Ngọc nói cái gì mình thấy mình cũng đã làm qua hết rồi.
Có một cái Học sự rộng tương rồi. thông ở đây rất là nhiều đúng không ạ? Tại vì từng trải, làm nhiều là giỏi, cứ làm nhiều là giỏi. Mới biết tại sao anh em không làm, mình giải thích như nào. Tại vì anh em lười, anh em muốn á, muốn muốn làm mà review một cái nền tảng ví đó, nó tốn nhiều thời gian lắm. Anh em phải mua ví về review, mọi người tốn thời gian lắm. Anh em làm video tất cả mấy tiếng đồng hồ á, thì những anh em mà đang cơm áo gạo tiền anh em không làm được đâu, nói thẳng vậy. Anh em phải có nhiều thời gian. Bây giờ em đang lo cơm áo gạo tiền, không thể anh em bỏ một ngày ra anh em làm một cái video được, nhưng mà mình thì có thể mình bỏ một ngày mình làm một cái video được. Vâng, cảm ơn chia ừ. sẻ của anh Đức ạ. Với anh Ngọc thì em cũng có thêm một cái câu hỏi, đấy là khi mà diễn ra cái buổi talk này thì anh Ngọc có nốt cho em một cái, đấy là anh rất muốn chia sẻ không những về cái chiến lược xây dựng X bền vững cùng thị trường crypto, mà còn muốn chia sẻ nhiều hơn, đấy là cái chiến lược kiếm tiền X không cần click quảng cáo. Thì em nghĩ là rất nhiều người ở đây cũng đang tò mò về cái này, thì anh có thể chia sẻ sâu hơn về nó được không ạ? Anh Ngọc ơi, anh nghe được không ạ? À, anh quên tắt, nãy giờ tách mic rồi, anh nghe rồi. Ừ. À, thực ra anh hoàn toàn có thể chia sẻ được và rất mong muốn chia sẻ, bởi vì là định hướng cái kênh X của anh ấy, là anh đang muốn dần dần anh sẽ định hướng cho mọi người biết cách để kinh doanh ở trên một cái platform, chứ không phải là lên đó để kiếm tiền với quảng cáo. Thì nó không chỉ ở trong thị trường crypto, mà ở trong bất kỳ các cái lĩnh vực tiềm năng nhất, mà miễn là con người còn xuất hiện nỗi đau vấn đề, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm ra một cái ngách để các bạn kinh doanh được. Và có một cái mấu chốt mà Ngọc muốn chia sẻ cho các bạn là các bạn đừng bao giờ đặt tất cả cái content, cái nội dung của mình nhé, vào phụ thuộc vào bất kỳ một cái nền tảng nào, đặc biệt là ngay cả trên những cái nền tảng mạng xã hội. Nó sẽ rất nguy hiểm, bởi vì sao? Tài khoản của các bạn có thể bị khóa, bị suspend, bị ban bất cứ lúc nào. À, do vậy là cái sức sáng tạo của con người nó có hạn, và đôi khi nó còn 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 đổ mồ hôi các bạn mới sáng tạo được một cái bài viết. Thì Ngọc khuyên các bạn có một cái tư duy là các bạn nên lựa chọn một cái nền tảng nào đó mà các bạn có quyền kiểm soát nó. Không phải được 100% nhưng ít nhất nó phải là 90, hơn 90. Và hiện nay ngoài các cái platform á, thì cái nền tảng khi mà các bạn sáng tạo nội dung á, các bạn nên nên sở hữu một cái trang web hay một cái blog của riêng mình. Và tất cả những cái content mà các bạn làm á, các bạn hoàn toàn có thể thể sử dụng ở trên nhiều kênh, nhưng cái gốc là các bạn phải sở hữu được nó, phải có database, có dữ liệu, các bạn kiểm soát được nó. Các bạn biết là khi mà các bạn đăng một cái bài thì các bạn sẽ biết là có bao nhiêu người vào đọc. Các bạn gửi đi một cái email, các bạn biết là bao nhiêu người mở. Và trong cái email đó có hai cái link thì các bạn sẽ biết là có bao nhiêu người click vào cái link số 1, bao nhiêu người click vào link số 2. Đó là việc các bạn kiểm soát được hoàn toàn. Còn ở trên X, trên Facebook, trên YouTube là các bạn đang sử dụng một cái miếng đất của người khác và các bạn xây ngôi nhà của mình ở trên đó. Do vậy người ta có thể giải tỏa bất cứ lúc nào. Thậm chí các bạn mất số nhà là chuyện rất bình thường. Do vậy ý của mình nói là các bạn thấy những cái người mà kinh doanh chuyên nghiệp ở trên internet á, là các bạn kéo lên cái profile X của họ, bao giờ họ cũng có một cái blog riêng, hoặc một cái trang web riêng, hay một cái landing page riêng của họ. Bao giờ cũng có cái điều đó. Và các bạn thử xem kiểu gì ở trong cái trang web đó, kiểu gì ở trong cái landing page đó, nó cũng có một cái hệ thống thu thập data của người dùng. Cái chiến lược này mình gọi là, mình tạm để trong dấu nháy nháy, gọi là chiến lược đánh cắp người dùng của Elon. Tức là người ta đánh cắp cái người dùng ở trên X rất thông minh. Tức là các bạn thấy trong các cái content của họ đó, họ nói gì thì nói, nhưng mà cuối cùng họ cũng cũng đưa người dùng về cái nền tảng của riêng họ. Nó là cái website, cái blog, là cái hệ thống email marketing, là cái hệ thống bản tin mà họ họ truyền thông cho cái nhóm đấy, mới là cái traffic mà họ sở hữu thực sự. Còn cái traffic ở trên X là cái traffic mà các bạn không thực sự sở hữu, nó chỉ là cái traffic mà do thuật toán nó đưa đến cho các bạn, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và thậm chí cái kênh của bạn nó cũng sẽ mất bất cứ lúc nào. Nhưng các bạn tin mình đi, mình làm việc 10 năm nay rồi, ở trên rất nhiều nền tảng rồi, nhưng cái tài khoản của mình bất cứ bị cái gì, hoặc là thậm chí là bay mất cái account luôn, hoặc thậm chí là cái nền tảng đấy nó đóng, nó không hoạt động nữa, hoặc là người dùng không còn,
thì mình đã luôn luôn có được cái traffic sở hữu, tức là mình có hàng 10.000 cái địa chỉ email của những cái người đã từng theo dõi mình trên các nền tảng đó. Mình bất kỳ lúc nào mình có thể nhấn nút mình gửi đi một cái email thì 10.000 đó người ta sẽ biết là mình tiếp tục đang ở đâu. Và mình có một cái trang web riêng cho từng cái thị trường ngách và họ mình xây dựng thương hiệu trên đó. Còn các nền tảng đối với mình nó chỉ là một cái nơi mà mình phát triển nhanh hơn, mình đánh cắp người dùng của họ nhiều hơn và nó đẩy content của mình đi nhanh hơn bởi vì nó có thuật toán riêng của từng nền tảng. Thì mình nghĩ đó là cái chiến lược và cái tư duy mà các bạn phải 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 nghĩ đến ngay ở trên X thời điểm này. Tức là đừng bao giờ trao tất cả nội dung cho X, cũng đừng bao giờ phải tìm cách để mình sở hữu cái traffic thực sự của mình kiểm soát được nó. Chứ còn nếu mà hôm nay các bạn đăng một cái bài sẽ có 10.000 người thấy, nhưng mà ngày mai nó thay đổi một cái đoạn code thôi, thì cái bài viết của bạn cũng sẽ chỉ còn 100 người thấy. Giống như trước đây Facebook đã từng làm rất nhiều lần như vậy rồi. Và lúc mà chúng ta đang xây nhà trên một ngôi cái đất của người khác, người ta muốn lấy lúc nào cũng được. Thì đó là cái tư duy lớn nhất mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Tức là tư duy kinh doanh trên Internet, các bạn phải sở hữu khách hàng thực sự, sở hữu traffic thực sự. Và có cách để làm điều đó. Hả? Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh rất là nhiều ạ. Và hiện tại ở đây thì em thấy có rất là nhiều những cái câu hỏi đang được đặt ra. Thì anh Đức và anh Ngọc có thể giúp em là chọn ra một số cái câu hỏi trong những cái comment này để em có thể là bật mic cho các bạn để giao lưu với mọi người và đặt câu hỏi, đúng không ạ? Mọi người đừng quên là đặt thêm những cái câu hỏi ở trong comment để có thể được chọn. Và cái phần thưởng của chúng ta là 100 đô dành cho 10 người may mắn được chọn để trả lời, để đặt câu hỏi và trả lời. Thứ hai thì chúng ta sẽ có đấy là 5 bạn may mắn đặt câu hỏi và tương tác nhiều nhất ở trong buổi live ngày hôm nay sẽ được tặng một cái bộ tài liệu phát triển X. Chúng ta sẽ có là 10 bạn, vì vậy chắc là em sẽ nhờ anh Đức chọn ra 5 bạn và anh Ngọc chọn ra 5 bạn giúp em với ạ. Khá là khó đúng không ạ? Anh đang lướt các cái comment một chút. Vâng ạ. Nhiều lắm, nhiều comment lắm. Nhiều lắm. Nhưng mà ít câu hỏi. Vâng. Không có câu hỏi mọi người toàn chào. Những câu hỏi đi. Anh em đặt câu hỏi đi, thấy toàn là mọi người chào nhau trong này không à? Một cái kỹ năng ở một cái kỹ năng ở trên X để các bạn bình luận đó, đó là đừng bao giờ chào nhau, đừng bao giờ nói những cái câu, các bạn có thể đặt ra câu hỏi, nêu ra quan điểm của mình, thì đó chính là cách các bạn đang phát triển cái kênh X của mình. Đặt ra câu hỏi không thấy, toàn là thấy chào không ta. Em đang thấy một số yêu cầu nhưng mà sợ các bạn ở đây cũng chưa có câu hỏi, vì vậy các bạn sẽ đặt câu hỏi trước ở trong chat để được ưu tiên bật mic nhé. Thấy có bạn Nguyễn Huy Hoàng cũng có mấy câu hỏi khá hay, tức là bạn đặt ra một câu hỏi là liệu thị trường crypto có phải là xương sống chủ yếu của X vào tương lai hay không. Vâng, thế thì em sẽ bật mic cho bạn nhanh. Nguyễn Huy Hoàng, câu hỏi đấy khá là hay đấy, bởi vì là X nó liên quan trực tiếp đến crypto rất nhiều. Vâng. Anh nghĩ Đức trả lời câu hỏi này tốt hơn. Okay. Biết là bạn Hoàng kết nối được chưa ạ? Bạn Hoàng có lên mic chưa? Thì để mình sẽ trả lời, nếu mà có gì bạn Hoàng sẽ góp ý lại cho mình ha. Cái quan điểm của mình đó là X, có nghe crypto không phải là tất cả của X đâu. X này á, nó sẽ là một cái mạng xã hội, tổng hợp các cái mạng xã hội trong đó. Nó rất là nhiều thứ trong đó, và cái mảng sẽ có một mảng thanh toán trong này. Mình chắc chắn với anh em luôn, mà thanh toán như thế nào mình chưa biết nha, có thể là kết hợp PayPal hay là một cái đơn vị nào đó. Nhưng mà khả năng với tính của Mết, mình nghĩ là sẽ có một nền tảng thanh toán riêng, chứ sẽ không dùng PayPal đâu. Và anh em luôn nghĩ là ở trong này nó là mạng xã hội crypto, thật ra không đúng đâu. Trên đây là mạng xã hội của chính trị gia, rất là nhiều lĩnh vực nha anh em. Và Mết họ đang code rất là nhiều thứ, và họ có live stream trên này, có short video, có video. Có nghĩa là tham vọng của ông ta muốn biến cái nền tảng này á, nó giống như một cái nền tảng khủng nhất của thế giới hiện tại là WeChat đấy. Và trong đây á,
họ ông mới bỏ ông sở hữu vài tỷ người á, thì mình giải thích cho anh em á, nếu mà ông có cái nền tảng thanh toán thôi, mỗi ngày ông chạc của ông Đức một một đô, ông Ngọc một anh Ngọc đến rồi một đô, rồi của bé Rô một đô, mỗi anh em một đô thôi, thì ông ta có nguồn thu rất là lớn. Mà thật ra không ngừng một đô, mỗi người giao dịch anh em người ta chạc một ít phí trên đó thôi. Anh em biết ví MetaMask đấy, năm 2021 thôi doanh thu của họ là 200 triệu đô từ cái việc họ chạc phí của người dùng đấy. Thì trên nền tảng này X sẽ chắc chắn sẽ có tài chính, sẽ có thanh toán trên này, mình khẳng định với anh em sẽ có, nhưng mà có cái thanh toán gì mình chưa chắc nha, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Chắc chắn sẽ có thanh toán. Khi mà có user đông thì ông ta đang kích cầu lên rồi đó. Khi kích cầu user đông lên sẽ có thanh toán thôi, sớm hay muộn thôi. Nhưng anh em hiểu một cái nền tảng mà nó có user đông đến cỡ này mà thanh toán thì nó ngang với thằng WeChat đấy, nhưng mà đây là WeChat phiên bản quốc tế. Còn WeChat là chỉ ở trong người Trung Quốc chơi thôi, người ngoài không có chơi được. Mà anh em biết thế giới này mấy tỷ người. Nếu mà ít nó làm được thì thôi, cái câu chuyện đó là anh em biết rồi, anh em sẽ không kênh trên này, anh em sẽ có cái chuyện gì xảy ra rồi đó. Anh em cố gắng xây đi, build đi. Nó đang còn rất là mới, mới bật BKT được có khoảng 3 tuần, 3 tháng thôi nha. Rất là mới luôn. Anh em nào chưa có đồng đội thì cứ về team mình cân hết nha. Tại mình phát triển team theo quy mô công nghiệp được, chứ không phải là hỗ trợ một hai bạn đâu. Mà mình đã nghĩ đến mô hình scale có thể hỗ trợ cả ngàn người và chục ngàn người, 100 ngàn cũng hỗ trợ được. Mình đã nghĩ đến điều đó rồi á, đều nó phải sao à? Anh em phải có tool hỗ trợ. Còn anh em làm tay thì không thể nào anh em làm lớn được. Anh em làm sao mà để anh em có thể chăm sóc được 1.000 khách hàng, 10.000 khách hàng của mình? Anh em phải có quy trình và phải có tool hỗ trợ nha anh em. Đó là quan điểm của mình là ít không bị giới hạn trong crypto đâu anh em nha. Rồi không biết bạn có ý kiến câu hỏi, bạn cứ lên mic cứ trao đổi với mình lại phản biện chéo với nhau. Cho bạn lên mic đi Râu ơi, cái bạn hỏi câu hỏi đó. Em cho bạn lên mic rồi nhưng mà có vẻ là bên phía bạn không nói được. Em đang thấy bạn chat khá là nhiều câu hỏi ở đây. Nếu mà bạn có thể lên mic thì bạn cứ yêu cầu lại để mình duyệt lần nữa nhé. Bổ sung thêm một chút cái ý của Đức á, là các bạn biết là lịch sử Elon Musk á, là sở hữu cái tên miền x.com, là trước đây là một cái công ty thanh toán online. Khi đó là cái sơ khởi của cái internet á, năm 1999. Tức là Elon Musk đã nuôi cái hy vọng là tạo ra một cái nền tảng thanh toán online, sau đó thì bán nó cho PayPal. À, và ông ấy đã âm thầm ông mua lại cái domain là x.com và đến bây giờ mua lại Twitter, và chắc chắn là trong năm 2024 thì sẽ đưa hệ thống thanh toán riêng vào trong X. Đấy là điều chắc chắn luôn. Còn cái chuyện mà nó không phải là chỉ crypto đâu, bởi vì nhưng crypto chắc chắn sẽ là một thứ gì đó bắt buộc, bởi vì nó là xu thế của tương lai, nó là decentralized, là phi tập trung, do vậy không thể tránh khỏi. Nhưng nó không ông ấy chỉ không chỉ đưa crypto vào, không không chỉ đưa những cái đồng meme mà ông thích, mà nó sẽ là một cái hệ thống để người ta có thể thanh toán bình thường, thanh toán USD rồi rồi giao dịch. Nhưng crypto chắc chắn sẽ là một cái gì đó mà sẽ không Elon Musk sẽ không thể bỏ qua. Nhưng mà các bạn phải nhớ là mình chỉ muốn nói là cái dự án này có lẽ là Elon Musk đã nuôi 20 năm rồi. Tức là ông ấy âm thầm muốn mua lại cái domain x.com, mà cái domain x.com trước đây thì nó là của một cái công ty thanh toán mà khởi nghiệp của Elon Musk, sau đó bán lại cho PayPal. À, thì không phải là chuyện mà 20 năm để lưu giữ cái domain đó để bây giờ làm cái chuyện này, nó là một cái gì đó mà người ta rất là khát khao, người ta rất là nuôi dưỡng nó rất là lâu rồi. À. Vâng, cảm ơn anh ạ. Em cũng đang thấy rất là nhiều những cái yêu cầu. Mọi người có thể vào xem lại cái phần chat. Có một cái tweet trả lời của em, đấy là mọi người đặt câu hỏi chat để được chọn bật mic tương tác, thì mọi người đang trả lời rất là nhiều cái câu hỏi phía dưới. Thì hai anh có thể chọn thêm một số cái câu hỏi ở đây ạ. Đang có 10 yêu cầu được bật mic. Có câu hỏi của bạn Dương Phi Long này, tức là bạn ấy đang nói bạn đang xây cái kênh X của mình Rồi, tiếp tục đi để anh em bất gần để mình sẽ lựa câu hỏi cho. Anh Ngọc lựa được câu hỏi rồi đúng không ạ?
Có bạn Dương Phi Long hỏi là đang đang xây cái kênh ếch của mình về kỹ năng viết, kỹ năng Chắc viết cho các bạn lên bích content. luôn em ơi, câu hỏi tìm mệt lắm. Bây giờ nó lướt nhiều lắm, nó có mấy trăm, có 243 cái comment lướt cũng lòi mắt luôn á. Ok Nhưng anh. mà nhưng mà Thế bạn làm content đó hoài mà không thấy 10 câu hỏi lần nha anh em. đề xuất Nhiều lắm. để tiếp cận được nhiều người. Mới có một câu hỏi, còn 9 câu hỏi nữa. Anh Ngọc ơi, chắc là bên phía anh Đức mạng đang lag một tí cho nên đang không nghe anh nói. Nghe mà. À vâng. Thế thì anh Ngọc, anh Đức ơi, em sẽ để anh Ngọc trả lời xong cái câu mà anh ấy vừa chọn, sau đó thì chúng ta sẽ chọn là bật mic nhé. Ok. Vâng ạ, em mời anh Ngọc ạ. Có bạn Dương Phi Long hỏi là bạn ấy đang xây dựng kênh X của mình với cái chủ đề là hướng dẫn mọi người viết content. Nhưng mà tại sao không thấy nó phát triển, không thấy thuật toán nó đề xuất đến nhiều người? Mà thì cái câu trả lời của mình ấy là không biết bạn xây được bao nhiêu lâu rồi, xây được bao nhiêu lâu rồi, và mình cũng chưa đọc kỹ cái cách bạn tạo ra content. Tức là như mình nói là rất nhiều người hiện nay ở trên X đang đang làm cái chủ đề là hướng dẫn mọi người viết content, đúng không? Và cái chủ đề này ấy, nó cũng là cái chủ đề cực kỳ tiềm năng mà ở nhiều nền tảng khác mọi người đã làm rất là thành công rồi. Ví dụ như từ blog này, từ website, từ Facebook, từ TikTok, rồi sang đây qua X, ai cũng hướng dẫn mọi người làm content, đúng không? Thế thì Dương Phi Long phải phải đặt một cái dấu hỏi là như vậy nó quá quá chung chung hay không? Tức là ai cũng muốn hướng dẫn người khác làm content, đúng không? Nói nó anh nghĩ là nó quá chung chung. Thì chúng ta phải nên chọn là content gì này. Ví dụ như trên X nó có 3 loại content. Là thứ nhất là viết này, thứ hai là làm video, thứ ba là làm âm thanh chẳng hạn. Thì em chỉ nên chọn một loại content và em hướng dẫn người ta làm tốt một thứ đó thôi, thì lúc đấy em sẽ tập trung hơn và em sẽ bật lên nhanh hơn, đúng không? Chứ còn nếu mình định hướng là hướng dẫn mọi người làm content, nó quá chung chung và ở nhiều kênh khác người ta đã làm rồi, và trên X cũng vậy đó, thì kiểu như vậy. Hoặc là hướng dẫn mọi người làm content thông qua cách kể chuyện chẳng hạn, thì nó lại rất là rõ ràng, và lúc đấy em đi sâu vào cái cách là làm sao giúp mọi người kể chuyện qua content, thì tự nhiên là em sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực làm content bằng cách kể chuyện, đúng không? Chứ còn đừng định hướng mình à trở thành người hướng dẫn mọi người làm content, nó quá chung chung. Thì đấy là câu trả lời của anh. Và khi mà em làm được rõ ràng như vậy thì tự nhiên thuật toán nó sẽ đẩy em rất là nhanh. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Ngọc ạ. Ừ. Bây giờ chúng ta đang có 16 chúng ta đang có 16 yêu cầu, thì em sẽ nhờ anh Đức chọn ra một bạn để chúng ta tương tác trực tiếp nhé. Anh Đức ơi, anh đang tắt mic ạ. Anh đây, tại vì nãy bữa anh bị lắc á, anh phải mở một cái điện thoại khác vào mới 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 nghe được. Nói Vâng. chung là nó đông á, nó sẽ bị lắc, anh không nghe anh Ngọc nói luôn. Anh chỉ Vậy mượn tưởng là anh đang nói thôi á, nó bị lắc không hả? nghe được người speaker khác. Nền tảng này anh nghĩ là chắc là phải nâng cấp server rồi, mất tiết kiệm quá. Khi mà đông người vào nó có nghĩa là thậm chí là em sẽ không nghe anh hoặc là anh Ngọc nói luôn. Em chủ phòng thậm chí không nghe luôn, nó có ban đầu tiên á mà bay thì anh thấy nó ổn, nhưng mà thời gian sau đông á anh cảm thấy nó lắc kinh khủng khiếp luôn. Em nghĩ là Bên do anh sức nóng của nãy giờ hai thì rất là đấy ạ. ok. Ok, hy vọng sẽ có những buổi, nhiều buổi như vậy. Vâng. Đức Đức giờ Đức chọn một người đi, chọn một hai người, những người đang yêu cầu đó, để họ có thể tương tác, họ nói luôn, các bạn nói luôn thì nó sẽ hay hơn. Đang có 19 yêu cầu, khá là nhiều. Và em thấy cái thành viên tham gia live ngày càng đông rồi ạ. Ok. Em có thể duyệt mic cho mọi người lên hỏi trực tiếp luôn, anh nghĩ là hợp lý chứ câu hỏi bây giờ nó nhiều, mấy trăm comment, anh Ngọc và anh Ừ, cũng hay phải là coi luôn, Roy, Roy chưa 253 chủ động comment rồi. chọn luôn đi. Ok, thế thì em sẽ chọn một vài bạn ở đây á. Ok, chọn các bạn ở trên đầu Ừ. lên mic nào, anh nghĩ hợp Vâng, em lý. đang thấy cái bạn đầu tiên đấy là Game Mouse Capital. Game Ok, mà em đã duyệt capital. rồi. Rồi từng Đâu bạn lên bạn? đi. Alo ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể tham gia đặt câu hỏi trực tiếp luôn nhé. Xin chào các bạn. Cho em hỏi là làm sao để sử dụng dịch vụ bên anh ạ? Và anh có kênh hay website nào để hướng dẫn cho các người mới không ạ?
Anh có một cái cộng đồng build cho mừng content á, khoảng 1.300 người anh em có thể tham gia nha. Dạ, anh có thể chia sẻ link ở comment được không? Anh em anh sẽ chia sẻ luôn vào phòng luôn nha. Ok. Ok. Ok, cảm ơn. Bạn còn câu hỏi gì khác không ạ? Ok. Tiếp theo em sẽ thêm một số cái yêu cầu khác. Anh Đức Anh có thể để lại trong cái comment phòng ngày hôm nay để các bạn có thể join và follow thêm ở bên anh nhé. Ok. Bạn Ly Loit. Mình pin lên trong buổi space nha anh em. Trong buổi space anh em thấy là mình có pin hai bài lên đó, là anh em có thể thấy content. Hello anh đi, anh có thể phát biểu không ạ? À, chào mọi người. Nói chung rất vui cũng được lên đây trò chuyện cùng host anh Đức và cũng Nhân Ngọc. Thì em nói chung em chỉ có một câu hỏi mà chắc là mọi người cũng hỏi cũng đang suy nghĩ rất là nhiều là liệu cái thời điểm hiện tại thì theo anh Ngọc và anh Đức nghĩ thì đến khi nào sẽ có một làn sóng từ những nền tảng khác gọi là chuyển đổi vào X, kiểu như là phải có một cái điểm nổi bật hay là một cái sự kiện gì đó rất là đặc sắc, gọi là rúng động hay là một cái gì đó rất là dễ sợ luôn ấy, thì mọi người mới tham gia với ấy. Thì theo anh như anh Ngọc và anh Đức nghĩ thì đó sẽ là một cái sự kiện gì? Câu hỏi ghê ta. Câu hỏi quá hay luôn á, câu hỏi là mình phải suy nghĩ. Câu hỏi hay thật. Câu hỏi này rất là hay. Anh nghĩ là anh có hai cái sự kiện mà anh nghĩ là nó sẽ kéo người dùng vào X rất là lớn. Thứ nhất là thị trường crypto uptrend trở lại. Đấy là một cái sự kiện mà nó sẽ kéo người vào, nhưng mà cái đấy nó chỉ kéo được cái nhóm người liên quan đến đến tài chính và đến crypto thôi. Nhưng anh nghĩ là nó sẽ có một cái sự kiện không biết là khi nào, nhưng mà lúc đấy nó sẽ, tức là X là một cái nền tảng của tự do ngôn luận, phải không? Anh nghĩ là cái nhóm người mà hiện nay các bạn coi YouTube, các bạn sẽ thấy là cái nhóm người ta hay thích nói về chính trị đó, người ta hay có những cái quan điểm chính trị nó ngược lại, thì tức là khi mà cái nhóm người đó người ta kéo lên trên X nhiều thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng liên quan đến đến chính sách và chính phủ. Thì anh nghĩ là lúc đấy các cái báo chí nó sẽ truyền thông nhiều, và thậm chí là Việt Nam mình ấy, sẽ yêu cầu là X sẽ phải thế này thế kia, sẽ phải máy chủ kiểm soát người dùng, hoặc là dữ liệu data phải đặt ở đâu đâu. Thì nhưng cái tư tưởng của Elon Musk là một cái tư tưởng rất là thoáng về tự do ngôn luận. Thì cái đấy cũng là một cái mà anh nghĩ nó có thể xảy ra một cái sự kiện liên quan trực tiếp đến Việt Nam. Thì lúc đấy thông tin nó sẽ rất là nhiều, và có thể đấy là cái sự kiện mà nó sẽ kéo rất nhiều người vào trong X. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Không biết là anh Đức có chia sẻ gì thêm về câu hỏi này không ạ? Ok. Cái anh đang suy nghĩ là ở Việt Nam muốn bùng được thì có nghĩa là anh em phải để báo chí truyền thông lớn nói, như anh Ngọc đã nói, thì anh em thấy là nó phải có vấn đề là kiểu là trên đây có những cái vấn đề là, tại vì đây là nó là web 2 anh em ha, ví dụ là nói xuyên tạc này nọ thì bắt đầu các cái chính phủ các nước họ muốn can thiệp vào thì họ nói với ít á là mày phải có những cái yêu cầu cho các quốc gia như vậy á. Thì khi mà truyền thông nói vào nhiều như vậy thì anh nghĩ là cái lượng user họ mới đổ về nhiều. Và thông qua một cái nữa là anh cảm giác là Elon Musk đang dùng tài chính để kéo user mới về bằng cái việc là cho các bạn kiếm được tiền quảng cáo rất là nhiều. Anh em thấy một bạn có thể kiếm được mấy, hai ngày có coi như sao, hai tuần thôi mà các bạn kiếm 3.700 đô thật nha. Cái đó có một giai đoạn, số giai đoạn á là bay được đến 2-3 ngàn đô là một tháng, nếu mà một tháng đúng là các bạn 6 ngàn, rất là to lắm anh em, một tháng 6 ngàn đô là to lắm. Thì mình nghĩ thông qua cái đó nó cũng sẽ thúc đẩy nhiều người biết hơn,
nhiều cái truyền thông nói hơn và nhiều cái KOL, những người nổi tiếng, giống như là khi mà Mớt muốn đẩy livestream bên đây thì Mớt sẽ có những chính sách là kéo những cái ông mà to đầu ngành á, các ông nó livestream gaming thì đại loại là sẽ nhiều người biết hơn thì sẽ đổ về nền tảng. Đúng rồi, cái nhóm game á, KOL mà bên game mà họ kéo sang để họ streaming là cái cộng đồng phát triển rất nhanh. Vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Không biết là anh Ly nghe cái câu trả lời của hai anh thì có thêm cái thắc mắc gì không ạ? Em nghĩ là cái câu trả lời khá là hay rồi. Và hiện tại em đang thấy một bạn đang rất là nhiệt tình thả tim và thả comment. Em sẽ duyệt cho bạn này, bạn Jonathan. Hello anh ạ. Rồi, em chào chủ phòng, một giọng nói rất là ấm áp, nghe rồi bật có một cái nhạc rất là thanh tịnh, có thể đang là nhạc Phật được không ạ? Rồi cảm chủ phòng được không ạ? Chắc chắn là một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Chào anh Hoàng Thế Đức, chào anh Ngọc đến rồi được không ạ? Em có một số câu hỏi sau đây liên quan đến crypto được không ạ? Mong mấy anh được không ạ? Chia sẻ. Thứ nhất là em muốn hỏi là nếu như chúng ta đang cầm tiền mặt đúng không ạ, thì thời điểm hiện tại có nên vào mua altcoin hay không đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là vậy tiêu chí nào để mua một cái altcoin tốt và động cơ tăng giá của nó trong thời gian tới là như thế nào ạ? Câu hỏi tiếp tục nữa là câu hỏi thứ ba là nếu như là một người mới và ít vốn thì cơ hội ở crypto thì nó như thế nào? Nếu như mấy anh là một người mới với ít vốn thì các anh cái cách anh hành động nó sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Còn cái câu hỏi thứ tư thì nếu như là vốn có 1 tỷ thì chiến lược nào cho an toàn cho mùa uptrend sắp tới? Đúng không ạ? Đó là bốn cái câu hỏi em muốn chia sẻ với mấy anh. Mấy anh cứ ok. Dạ. Câu hỏi khó quá. Nhưng mà cũng hy vọng mày trả lời được dưới góc nhìn nhiều năm đu đỉnh của mình. Ok. Vốn ý Jonathan là vốn 1 tỷ là có chiến lược như nào để ít lên được khoảng 20 tỷ đúng không? Ý Jonathan vậy đúng không? Phải không Jonathan? Dạ, bây giờ em hỏi lại từng câu hỏi, anh trả lời xong câu nào rồi em hỏi tiếp câu tiếp nữa. Anh vậy thì anh sẽ trả lời câu 1 tỷ lên 20 tỷ nha. Dạ, rồi cái chiến lược nào dành cho bạn có 1 tỷ mà họ lại muốn đầu tư an toàn cho mùa up trên tới thì chiến lược của anh sẽ là như thế nào ạ? Dạ. Nó chiến lược 1 tỷ này nó sẽ chia ra hai cái plan. Plan A, plan B, tại vì tùy người á. Cái người thật ra 1 tỷ này nó cũng vô chừng lắm. 1 tỷ này đối với một bạn có thể là chỉ là 1% tài sản của họ, nhưng mà đối với một người nó là cả một cái hành trình họ đi làm từ lúc họ 21 tuổi ra trường đến lúc họ đang là 39 tuổi thì nó khác nhau hoàn toàn. Câu chuyện này không thể gộp chung được đây. Mình sẽ giải thích là cái câu chuyện 1 tỷ đối với một người là họ đi làm khoảng 15 năm họ dư được 1 tỷ nha. Vậy họ sao không dám liều đâu. Thì quan điểm này mình sẽ chia sẻ cái trường phái là các bạn đó 1 tỷ các bạn chỉ 1 tỷ các bạn sẽ vẽ ra cái plan là chỉ DCA mỗi Bitcoin thôi. Thị trường muốn tăng thì Bitcoin phải tăng trước. Thì Bitcoin tăng x2 thì thành 2 tỷ. Lấy lại 1 tỷ đưa cho vợ cất tủ chắc chắn an toàn. Tại vì đưa vợ không bao giờ lấy lại được. Thì là chắc chắn là tiền đó là không bao giờ mất nha. 1 tỷ còn lại anh em đầu tư. Đầu tư như thế nào? Nghiên cứu ra 10 cái dự án, mỗi dự án bỏ vô 100 triệu. 10 cái dự án là phải xịn sò, thì mọi người phải học cách research, phải nghiên cứu, phải đầu tư bản thân để có được research 10 dự án nha. Và có cái entry đẹp mua 10 dự án đó. Thì khi dự án nào mà nó tăng được x3, x5 thì sẽ cắt hết cái dự án đó, chạy qua cái dự án mới. Ở đây phải cuốn chiếu thôi. Cắt ra cái 9 dự án còn lại, dự án nào chưa tăng thì dồn vào đó. Chờ dự án tăng lại cuốn lại. Và cứ làm như vậy lăn đến mùa tới. Mình nghĩ là các bạn chỉ cần làm đoạn mà tháng 6 2024 đến khoảng tháng 12 2025 thôi thì 1 tỷ lên cái tầm 20 tỷ là câu chuyện khả thi. Là câu chuyện khả thi nha, là câu chuyện khả thi mà cái gốc anh bị đã an toàn rồi đó. Thì cái này thì tùy vào mỗi kinh nghiệm của mỗi người nên không nói được. Ví dụ 1 tỷ mà của một ông á mà chỉ là 1% số vốn ổng bỏ đi coi như là một sân đánh một trận gốt của 1 tỷ thì nó khác lắm. Thì ổng cái trận đó thì ổng có thể múc một cái con altcoin sau halving á, sau halving BC ổng kiếm con altcoin nào mà xịn ngay trend á, múc một con một luôn thì nó dễ hơn. Có nghĩa là nếu mà vốn của mỗi người là mỗi khác nhau nên mỗi người là mỗi bài toán khác nhau.
Nên Đức muốn nói định hướng cho mọi người là ở đây mọi người vẽ lại một cái kiến trúc sư riêng mình để vẽ ra mình cái bài toán của mình. Chứ 1 tỷ của mỗi bạn là mỗi khác nhau, nên không thể gộp chung được. 1 tỷ có những bạn đi làm 15 năm mới dư được 1 tỷ thôi. Có những bạn đi làm 20 năm, 30 năm, thậm chí có những người đi làm cả đời cũng không dư được 1 tỷ. Thì khác nhau hoàn toàn, thì đó Đức có thể trả lời cho Jonathan là 1 tỷ lên 20 tỷ là chiến lược đánh như vậy. Dạ, rồi ok anh, cảm ơn anh về cái câu hỏi như vậy. Em hỏi tiếp một câu hỏi tiếp được mà. Thì hiện tại có rất nhiều bạn hiện tại đang cầm tiền mặt ở ngoài và thấy thị trường altcoin đang tăng rất là sôi nổi. Thì theo quan điểm cá nhân của anh với anh Ngọc, đúng không ạ? Thì là có nên đổ tiền vào mua altcoin hay không? Và nếu như mua thì tiêu chí nào để mua altcoin ở vùng giá như thế nào là tốt? Và để hiểu được động lực tăng giá nó thì phải dựa vào những yếu tố nào, đúng không ạ? Tiêu chí của mình lựa chọn một altcoin top ha. Thứ nhất là đẹp, có giàu, có đẹp trai hay không? Chỉ cần giàu đẹp trai là chơi. Giàu là sao? Giàu là dev đang gom lại token, gom mình chat được. Thì các bạn phải có kỹ năng on-chain và kỹ năng off-chain chat được nha. Ví dụ ENG á, thì các bạn thấy dev vào gom, mình đã nói rồi, dev nó gom đến, nó chỉ có 158, 155 ví, nó kiểm soát hết nguồn cung của thị trường luôn. Thì nó boom X20 trong vòng có 1 năm thôi, là 1 tỷ thành 20 tỷ đấy. Thì ở đây là dev giàu, mà dev sao ạ? Dev gọi, có nghĩa là dev đã giàu rồi, nó còn gọi thêm một cục vốn phát triển hệ sinh thái, cục nó gần 200 triệu đô. Rồi, anh em chắc được con chen nó gom thì gom cùng với nó. Thì trên sàn nó ít thôi thì nó đẩy rất là dễ. Có nghĩa là anh coi cũ hay mới nó không quan trọng. Anh coi mới mà lead mà cap cao thì chỉ có cái nịt, mua vào chỉ có cái nịt. Tại vì tụi nó chỉ xả lấy tiền nuôi tim thôi. Rồi các dự án nó sẽ vẽ ra câu chuyện truyền thông là nó thằng CEO nó đầu tư là thiên tài, trade rồi nó sẽ trade ra bao nhiêu triệu đô để phát triển tim là vớ vẩn. Nó chỉ có lấy tiền là nó bán token nuôi tim thôi. Tất cả dự án, cả tay hay ta đều như vậy. Nên truyền thông là không có đúng. Những truyền thông là những cái thứ họ muốn cho anh em thấy là người đó siêu thôi, chứ thực tế nó không phải là như vậy. Ở đây là sao ạ? Anh em phải nhìn dép nó gom thì gom, và gom như thế nào thì anh em nhìn cái con anh coi nào mà có sao ạ, có chặt đi ngang tích lũy lâu là ngon. Ví dụ con lên trên Linh đi ngang 700 ngày, đi ngang 700 ngày anh em hiểu là 2 năm trời đi ngang thì con nó ngon, và anh em chắc nền tảng nó ngon. Các cái quỹ mua vào nhiều, những cái ví lớn mua vào rất nhiều trên ETH á, thì nó là ngon. Quỹ mua vào, đội mua vào rất là nhiều, team mua vào mà đi ngang 700 ngày thì mua thì sớm muộn gì cũng tăng đó. Mà tăng bao nhiêu thì không chắc nha, tại vốn hóa nó đã to rồi. Một cái nữa, những con mà đi ngang lâu thật lâu nhưng mà cũng chưa hẳn là ngon nha. Đi ngang lâu thật lâu mà đếp nó không gom, đếp nó không còn tiền, đếp bỏ dự án rồi thì các bạn mua lại rất là khó. Anh em phải chấp được. Ở đây mình sẽ giải thích cho mọi người nè. Khi một dự án cũ, dự án mới nó không quan trọng bằng cái việc gom. Gom thì sao? Dev nó phải có tiền. Có tiền là sống trước nó phải ăn. Thế nên nó phải sao? Nó re, nó gọi được một cục á, nó phân được một cục từ các cái quỹ lớn, là ví dụ là 100, 200 triệu đô. Là lúc đó mọi người mua vào tỷ lệ thắng mọi người rất là cao. Mọi người nghe Spy của mình luôn nói mọi người mùa tới tương lai nó là đất. Thì mọi người hãy để con DDX. Con DDX nếu mà trong 2024 nếu mà họ có ra tin gọi quỹ thì con đó sẽ boom rất là mạnh. Còn nó mà không gọi quỹ thì nó boom hay không mình cũng chưa chắc nha. Nhưng nếu nó ra tin mà gọi khoảng 1-200 triệu từ các cái quỹ top 1 thì chắc chắn sẽ boom rất là mạnh và con boom đầu luôn. Thì đó là cái tiêu chí trách của mình, nó đơn giản như vậy thôi. Con cũ mới không quan trọng, quan trọng là dép họ gom. Và dép giàu đẹp trai thì chúng ta chơi với đẹp trai, mình chúng ta ăn một đoạn, chúng ta thoát. Thì quan điểm của mình là anh coi như vậy thôi. Chứ nhiều anh em nói là coi mới, nhưng mà coi mới anh em không hiểu bản chất. Coi mới mà listing mà cap nó bự chà bá nhiều tỷ đô thì tụi dép chỉ có xả thôi. Tại vì sao? Xả tiền để nuôi team chứ anh em. Nhưng mà tụi nó truyền thông là tiền nó sẽ không bao giờ xả token lên đầu anh em. Nhưng mà thực tế là xả và xả và xả. Anh em phải hiểu như vậy. Có nghĩa là những cái gì họ nói không hoàn toàn đúng. Nó chỉ là vẽ hợp thức các câu hỏi câu chuyện thôi. Nên em nhìn nếu mà họ gom thì gom cùng. Còn mấy cái dự án mà listing mà cap to rồi thì bỏ né. Coi mới coi cũ không quan trọng. Đối với mình ha, mình vẫn thích chơi coi cũ. Nhưng mà mình biết được nó gom thì mình múc cùng với nó thôi, không vấn đề gì cả, không lăng tăng. Nhiều anh em mới sẽ nói là coi mới mới đẩy, coi cũ không đẩy là không đúng về tư duy nha. Mới hay cũ nó không quan trọng, thậm chí là rễ tiêu nó vẫn đẩy được. Thậm chí là cái móng gà cũng đẩy được, thậm chí là cái đuôi tre, đuôi heo hay một cái thứ gì đó quý hiếm nó vẫn đẩy giá được. Vấn đề là gom hàng và đẩy hàng thôi. Nên anh em xác định tư duy vào để kiếm tiền. Thì anh em dùng cái tư duy đó để anh em kiếm tiền. Rồi, mình trả lời câu hỏi là anh coi nào gom được á. Thì tiêu chí cho anh coi là như vậy thôi. Mong anh em là góp ý thêm.
Thì cái câu trả lời của anh thì em thấy rất là hợp lý rồi. Em có thêm một câu hỏi được không ạ? Đó là vào mùa uptrend thì ai cũng biết là coin tăng rất là nhiều được không ạ? Có thể tăng ít 5, ít 10, có thể đôi khi tăng ít 50, ít 100 được không ạ? Thì có rất nhiều anh em thì vào đây cũng mong muốn một cái tâm thế là muốn đổi đời. Thì khi họ đổ vào một cái số tiền, ví dụ như em đặt ví dụ là họ tiết kiệm được hẳn 200 triệu và họ đổ vào đây khoảng 100 triệu, thì cái nỗ lực của họ thì theo quan điểm cá nhân của anh Đức và anh Ngọc được không ạ? Thì cái cách nào để gia tăng cái nỗ lực của mình nó tốt hơn để mình gồng lời được không ạ? Tại vì có rất nhiều bạn thì đôi khi 5 triệu, 100 triệu mà tăng khoảng ít 2, ít 3 thì nó đã lên một con số rất là lớn đối với các bạn ấy rồi. Thì cái cách nào đối với mấy anh nếu như là người mới thì để gia tăng được cái nỗ lực để mình gồng lời được ít 10, ít 20 hoặc ít 50 thì phải làm như thế nào ạ? Đó theo quan điểm của mấy anh ạ. Anh Ngọc có trả lời câu hỏi này không anh Ngọc ơi? Còn không trả lời em trả lời luôn. Anh Ngọc đang tắt mic rồi ạ. Vậy anh trả lời câu hỏi luôn cho. Để anh Ngọc. Muốn rộng Ok, được tôi đúng nghe không? được rồi. À, quan điểm muốn rộng được đúng không? Để mình trả lời được cho. Thế anh Ngọc không nói thì để Đức bước Đức tiến trả lời lên được đi. cho. Anh em muốn gồng lời được á thì anh em phải có được dòng tiền. Dòng tiền ở đây thì mình giải thích cho mọi người có thể kinh doanh để tạo dòng tiền, có thể đi làm để tạo dòng tiền. Mình giải thích ha, giống như là mình đã từng gồng á, tại sao mình gồng được? Thì anh em muốn gồng được á thì anh em phải hạn chế nhìn tài khoản. Hạn chế nhìn tài khoản và cái target của anh em á là phải có target chốt ở cái khung timeline nào. Ví dụ timeline anh em chốt đó là đúng thời điểm đó, anh em chốt là cái cap bao nhiêu là anh em sẽ chốt được. Thì anh em phải hiểu nha, một cái dự án nó đẩy á thì cái chu trình đẩy của nó là nó gom thì nó gom khoảng 2 năm luôn, nhưng mà đẩy chỉ khoảng 3 đến 5 tuần là tạo đỉnh. Thì anh em nhìn cái điểm chốt là như thế nào, điểm chốt là khi mà volume nó cao nhiều lần hơn so với market cap và khi nó nhiều người nói đến cái dự án đó thì là điểm chốt. Volume tiếp tục tăng ở mức cao, giá không tăng thì vùng đó là vùng ở bên kia sườn đồi đang đi xuống, đổ đèo xuống, nó sẽ không đổ liền, nó đổ liền thì lộ bài lắm, nó sẽ đổ từ từ âm thầm đi xuống mà anh em không nhận ra. Thì cái cách gồng được thì anh em phải như vậy thôi, gồng được là anh em phải có dòng tiền, chứ anh em mà đi mượn tiền mượn lãi không bao giờ gồng được, khẳng định với anh em nha, mượn không bao giờ gồng được. Tại vì mình đã từng mượn, đã từng bán cả đất để mình mua ETH đó. Mình mua đến mấy ngàn ETH đó, nhưng mình không gồng được. Mình mua từ thời điểm hơn 100 đô nhưng mà đến 1.200 đô là bán sạch rồi. Đó là một cái tiếc nối của mình đó. Nếu mà giữ được thì số tiền nó kinh khủng khiếp lắm. Mình chỉ được có ít 10 thôi đấy. Nhưng mà mình bán ở 300 đô, 500 nó thật ra mình không được ít 10 nha. Cái thằng mua ETH đó mình không được ít 10 luôn. Tại vì mình mua số lượng nhiều và cái tiền của mình không phải là tiền nhàn rỗi. Nếu mà tiền ba mẹ bán đất mà đẹp trai, kiểu mà đẹp trai như Jonathan ba mẹ bán đất cho 10 tỷ thì mình gồng thật là mình sẽ gồng được tới nóc luôn. Tại mình là thằng lì nhất. Gồng các cái đồng anh coi khác khi mình có vị thế đó rồi, mình gồng ghê lắm các bạn. Gồng kinh khủng khiếp luôn. Thì tại vì mình có dòng tiền rồi mình sẽ gồng được, còn không có dòng tiền đi vay thì 100% không gồng được đâu. Còn nếu mà bạn chưa có tiền thì sao mình khuyên đầu tư bản thân đi. Giống như anh em có 500 đô biết đầu tư cái gì? Anh em tự đầu tư cho bản thân anh em nó giỏi lên đi rồi anh em sẽ có tiền để đầu tư thôi. Thì quan điểm của mình là như vậy. Dạ rồi em cảm ơn anh Đức anh chia sẻ thì em rất là hài lòng về câu trả lời này được không ạ? Em có một cái câu hỏi cuối cùng được không ạ? Thì nếu đặt trường hợp anh Đức bây giờ là vô tình gặp một chuyện không may mắn, anh trở nên phá sản và anh không hề có một đồng tiền nào hết, nhưng anh biết được cái cơ hội 2024 và 2025 nó là rất tiềm năng thì anh sẽ bắt đầu làm lại từ đầu như thế nào được không ạ? Nếu như theo cái kinh nghiệm và kiến thức của anh hiện tại thì anh sẽ bắt đầu như thế nào được không ạ? Muốn làm lại dễ lắm, nếu mà có kiến thức rồi á thì kiến thức là tiền, kiến thức là tiền, mình có tiền mình ở đôi tay của mình nè, đôi tay mình là có rất nhiều tiền. Bây giờ anh em có tiền mà anh em muốn đầu tư thì đó là chuyện khác nha, nhưng mà bây giờ anh em có kiến thức giỏi thì anh em sẽ đột phá được cái việc anh em sao ạ? Anh em sẽ chia sẻ kiến thức lại cho nhiều người khác để anh em kiếm lợi nhuận từ Anh trên Đức ơi, đó, bên nhiều cách lắm, anh thấy anh Đức môi ơi, giới mà. bên phía anh Đức có vấn đề ạ.
Anh em mic anh đang hơi có vấn đề một tí, anh check lại hộ em với. Hoặc là do anh sử dụng hai thiết bị nó hơi rè một tí. Nghe chưa? Rồi ạ. Em có kiến thức rồi á thì từ kiến thức nó sẽ tạo ra nhiều tiền lắm. Anh em nếu đã có kiến thức rồi thì bây giờ anh em viết bài cho dự án anh em cũng có tiền, anh em quảng cáo anh cũng có tiền, anh em làm BD, anh em làm rất là nhiều công việc part time để tạo ra tiền mà đâu có tốn nhiều thời gian đâu. Anh em làm MC cho một cái buổi hot thường anh em cũng đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Nói chung là vô vàn cách kiếm tiền khi mà anh em có vị thế, đối với mình muốn chia sẻ cho anh vậy á. Thì ví dụ anh em viết bài Vậy cho dự vậy án là anh cuối em. cùng vẫn vậy là cuối cùng vẫn phải quay Một lại tỷ đô la Mỹ, học 10 là 10 content tỷ, chứ. gấp 10 lần Đúng nữa. rồi. Có nghĩa là không phải là mình hoa mỹ, nhưng mà mình chia nhỏ ra các mục tiêu. Để lỡ mà có phá sản thì vẫn có content để mà làm. À Đúng dạ không? ok, dạ em cũng cái vấn đề của anh Đức em nói em cũng hiểu. Dạ em xin thêm một câu hỏi được không ạ? Dạ cái câu hỏi của em là như thế này, có nghĩa là nếu vào 2024 em thấy được cái cơ hội tiềm năng tăng giá của thị trường crypto, và theo quan điểm cá nhân của anh Đức và anh Ngọc được không ạ? Thì em có những mảnh đất rất là tốt, em có thể thế chấp ngân hàng để dùng đòn bẩy ngân hàng. Thì theo quan điểm của các anh là có nên sử dụng đòn bẩy tài chính vào những thời điểm mình cảm giác nó là tốt chưa? Anh nghĩ là nên chứ. Nếu mà mình đã đủ đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm, nắm bắt được cái chu kỳ, nhìn thấy các dòng tiền từ vĩ mô một cách rõ ràng á, thì cái việc mà mình sử dụng đòn bẩy là việc nên làm, bởi vì đó là một cơ hội. Nhiều khi nó diễn ra trong một khoảng thời gian rất là nhanh. Giống như Đức nói là đôi khi cái nó đẩy lên cái đỉnh chỉ trong vòng 3 4 tuần thôi, thì anh nghĩ là một cơ hội. Và nên với điều kiện là mình nắm chắc được chu kỳ, mình nắm chắc được dòng tiền, mình nắm chắc được cái việc mình sử dụng đó đòn bẩy đó để mình mua cái đồng coin nào à, và lý do tại sao thì em hoàn toàn có thể sử dụng chứ. Anh Jonathan hết câu hỏi chưa ạ? À, em cũng còn nhiều câu hỏi lắm nhưng mà em nghĩ là thôi chắc để dành cho các bạn khác được không ạ? À, một trong các cái yếu tố mà để các bạn có thể đầu tư trong thị trường crypto này một cách bền vững á, là các bạn phải học cách quản lý cái portfolio, cái tổng tài sản của mình nhé. Chứ không phải là chỉ học cách quản lý cái portfolio của crypto đâu. Các bạn phải tìm hiểu về tài chính cá nhân, tìm hiểu về kỹ năng để các bạn luân chuyển các cái tài sản theo từng cái giai đoạn, từng cái chu kỳ một. Thì lúc đấy các bạn mới đạt được cái sự thịnh vượng và bình an trong cái cuộc sống tài chính của các bạn. Chứ nếu mà các bạn chỉ giỏi trong mỗi một lĩnh vực crypto thôi thì các bạn có thể là kiếm được rất nhiều tiền ở trong một cái chu kỳ nào đó, trong một giai đoạn nào đó. Nhưng các bạn không biết luân chuyển cái tài sản đó sang những cái loại tài sản khác trong các cái chu kỳ, bởi vì mỗi một cái thị trường, một cái chu kỳ nó sẽ có thời gian khác nhau. Nên các bạn phải có một cái nhìn một cách tổng quan á. Đặc biệt là những người mà có gia đình rồi thì các bạn phải phải biết cách quản lý cái portfolio, luân chuyển các tài sản của mình theo chu kỳ dòng tiền của từng cái thị trường một nhé. Thì cái này nó cũng liên quan trực tiếp đến việc là trong có những cái giai đoạn bạn hoàn toàn có thể sử dụng đòn bẩy từ bất động sản để vào crypto, nhưng mà các bạn cũng phải rút. Nếu mà trong trường hợp các bạn thấy crypto á, thì các bạn phải rút ra bất động sản trong trường hợp Mày các bạn hiểu nhìn thấy cái sóng tài sản của bất động sản nó đang lên chẳng hạn, hoặc thậm chí là các bạn nhìn thấy những cái vấn đề về địa chính trị nó sẽ làm cho vàng vật chất tăng, đúng không? Thì cách đây khoảng 6 tháng đến 1 năm các bạn đã phải lưu ý đến vàng vật chất rồi. Nó là một cái tư duy mang tính chất hơi tổng thể về tài chính cá nhân, chứ không chỉ mình nghĩ là không ai có thể giữ được tiền nếu chỉ giỏi ở trong mỗi lĩnh vực crypto không. À. Vâng, cảm ơn anh Ngọc rất là nhiều ạ. Anh Jonathan ơi, chắc chắn là chút nữa anh sẽ phải vào share cái bài này 3 đến 4 lần vì anh đang chiếm rất là nhiều thời gian của mọi người, nhưng mà những cái câu hỏi rất là chất lượng đúng không ạ? Và vừa rồi thì em đã mời tầm khoảng 3 đến 4 người. Và hiện tại thì em đang thấy một bạn nữ rất là xinh đẹp ở đây. Em sẽ mời lên, đấy là bản tin crypto. Cũng không chắc là con gái không ạ? Ok, kết nối thành công ạ.
Chị bản tin crypto ấy, chị có thể bật mic để nói không ạ? Rồi ok nhá, chị bản tin crypto chào chị có ích nhá. Ok, thế là em đã đúng rồi. Em đầu tiên là em chào chị có ích, chào anh Hoàng Thế Đức và anh chào em chào anh Ngọc đến rồi. Chào cũng như là chào tất cả mọi người trong buổi survey này. Em xin mic từ cách đây khoảng một tiếng rồi bây giờ mới được. Nói chung là em chỉ có một vài câu hỏi rất là ngắn gọn, nhưng mà câu hỏi này thì em nghĩ là sẽ dành cho anh Ngọc nhiều hơn. Bởi vì anh Ngọc thì em hỏi rằng là theo anh Ngọc thì trong tương lai, bây giờ em thấy rằng là sau hai lần pay đợt gần nhất đấy là nền tảng X này ấy, nó đang đánh mất đi người dùng rất nhiều. Tất nhiên là những người dùng này thì đều là những người dùng mong muốn là đến X chỉ để là kiếm tiền trong cái ngắn hạn, như anh Đức vừa nói là những cái tư duy chỉ đến đây để click cáo để kiếm tiền thôi. Vậy thì theo em nghĩ rằng là nếu như không có cái cộng đồng này đến đây để mà click cáo mà kiếm tiền, mà X không giữ được cái cộng đồng này ở lại ấy, thì liệu trong tương lai nền tảng X này nó còn chiếm được thị phần, tức là vào đó và còn chiếm được thị phần và của sang các cái nền tảng khác hay không, hoặc là nó là có cái cách nào để mà kéo được những cái lượng người dùng ở bên nền tảng khác qua đây hay không. Bởi vì hiện tại là em đang thấy rằng là người dùng X sau hai lần pay đợt gần đây là từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 vừa rồi là rời bỏ X rất nhiều, và các bài viết bây giờ em cảm thấy rằng là nó không còn được gọi là traffic tốt nữa, và em thấy rằng là X đang bóp rất nhiều. Thì thứ nhất là lương thì ít, tức là cái vấn đề là bên X trả lương cho cộng đồng người dùng rất ít, và cái thứ hai là các bài viết bị bóp như vậy thì đang tạo cho người dùng X một cái cảm giác rất là gọi là không được thoải mái, cũng như là mọi người cũng đang rất là chán nản. Thì theo như kinh nghiệm của anh Ngọc thì sắp tới thì cái nền tảng X này liệu nó có ra được những cái chương trình để mà giữ lại người dùng, và cái chương trình mà X nó sẽ ra sắp tới này thì theo như cái dự phóng của anh và cái dự đoán của anh thì X nó sẽ làm cách nào không ạ? Tại vì em là người mà đang rất quan tâm đến vấn đề này ạ. Em cảm ơn ạ. Ok, câu hỏi khá là hay. Câu hỏi rất là hay ạ. Anh nhắc sơ rồi, nhưng mà khó chứ lại bắt đầu kéo rất nhiều người vào này. Trong tuần này nó lại bắt đầu kéo rất nhiều người vào nè. Các bạn biết là gì không? Growth AI trong tuần này sẽ được đẩy lên trên X, đúng không? Và bắt đầu nó sẽ kéo rất nhiều người quay trở lại X. Bởi vì các bạn thấy ngay cả trước đây ChatGPT chỉ trong vòng một tháng đã có được 100 triệu người dùng, đúng không? Thì Growth AI chắc sắp tới nó còn thú vị hơn nhiều ChatGPT. Do vậy đấy là một cách mà Elon Musk sẽ kéo tiếp tục người vào, đúng không? Đấy là một cái. Rồi sau đó bắt đầu những cái chức năng khác, ví dụ như là bây giờ chúng ta đã có thể call video ở trong tin nhắn, đúng không, của X. Thì sau này chúng ta dùng X, chúng ta kết nối với bạn bè và chúng ta gọi điện nói chuyện với nhau hàng ngày giống như Messenger, giống như Zalo. Đấy cũng là một cách để người ta kéo người dùng vào, đúng không? Rồi thậm chí là bước sang năm 2024 thì họ bắt đầu tích hợp hệ thống thanh toán vào. Thì lúc đấy tất cả những cái chức năng đấy nó cứ từ từ để nó kéo người vào trong X. Và trong 1-2 tuần tới nữa thì khi mà các bạn tổ chức cái space như thế này, các bạn không chỉ nghe thấy tiếng nói mà cái người tổ chức và người nói có thể bật video ở trong space, là tất cả những chức năng nó đang được cập nhật. Và các bạn phải cho nó thời gian để nó hoàn thiện. Giống như là Facebook cũng sẽ phải mất 5 đến 10 năm nó mới đạt được cái đỉnh. Thì X nó sẽ tiếp tục và còn quá mới, đừng lo. Cái việc mà người dùng ở tại Việt Nam chán nản trong vòng 2 tuần qua nó chỉ là chắc có lẽ là chưa đến 1% của cái số lượng người dùng đâu. Nó không phải là vấn đề của cả một cái nền tảng của đa quốc gia. Cho nên là mình nghĩ nó sẽ còn rất nhiều thứ để nó sẽ tiếp tục kéo người dùng vào. Các bạn yên tâm là như vậy. Trong tuần này nó sẽ kéo này, kéo mạnh này. Growth AI là một cái mà nó sẽ khiến mọi người vào sử dụng rất nhiều. Anh bản tin crypto có hài lòng về cái câu trả lời của anh Ngọc không ạ? Không biết là anh có thêm thắc mắc gì không?
Hiện tại thì thực ra thì lúc này ngoài câu trả lời của anh Ngọc ra thì em chưa thấy có câu trả lời nào tốt hơn đâu ạ. Thế nhưng mà ok. thế nhưng mà em có một thêm một cái chút bổ sung nữa, tại vì thế này ạ. Thực ra thì em thấy rằng là đúng là bây giờ em nói thật với cả mọi người, tâm lý thật sự là kể cả ngay kể cả bản thân em cũng như là tâm lý của cộng đồng ạ. Tất nhiên là chúng ta thì là vui chơi thì nó rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà vui chơi mà lại có thêm thưởng nữa thì chắc chắn rằng là cái vấn đề là nó kiếm được cái thị phần người dùng và kéo được thị phần người dùng từ các nền tảng khác qua đây thì nó sẽ là rất là nhanh, và nó sẽ trở thành một trong những cái mà rất là tức là nó sẽ rút ngắn cái giai đoạn mà cái nền tảng X này nó đang đang gọi là bị kém hơn so với các nền tảng khác. Bởi vì thế này ạ, đơn giản nhất em nói thật sự là X ra sau, đúng không ạ? X ra sau nhá. Nhưng X phải có chiến thuật để kéo được người dùng, để mà cân bằng được lại với lại những nền tảng khác, thì đấy mới gọi là thật sự là cái mà điều mà người dùng đang mong muốn. Chứ còn em nói thật, nếu như bây giờ chỉ để chơi không thì em tin rằng là gì ạ? Em thật sự, nếu mà bây giờ chỉ để chơi không và cái vấn đề X nó bóp lại về cái vấn đề là chi trả, cái vấn đề là về lợi nhuận cho người dùng ấy, để sáng tạo nội dung ở trên X này ấy, một cách nó quá là nghẹt thở như vậy ấy, thì em tin rằng là để mà X kéo được lượng traffic và người dùng sang đây từ các nền tảng như là TikTok hoặc là các nền tảng như là Facebook thì thật sự là rất khó, thật sự là rất khó. Bởi vì lúc này là TikTok và Facebook hoặc là YouTube cũng đang giúp cho người dùng, người ta vẫn kiếm được tiền. Và những đội người ta làm MMO người ta vẫn đang kiếm được. Nhưng hiện tại ở bên X này thì em thấy rằng là X càng ngày nó càng bóp. Và cái vấn đề là cái ngay kể cả những cái đội công nghiệp mà họ không kiếm được thì đừng có nói rằng là đến những người bình thường như là các em hay là rất nhiều người khác mà người mới vào đây ạ. Thì đấy là quan điểm cá nhân của em thôi ạ. Thì em cũng muốn chia sẻ với cái quan điểm cá nhân của em như vậy với mọi người thôi ạ. Còn đâu thì là câu trả lời của anh Ngọc thì em không có cái vấn đề gì là thấy không tốt ạ. Em cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Em thấy càng về cuối thì những cái câu hỏi đang càng ngày càng hấp dẫn rồi ạ. Và em đang thấy một cái yêu cầu nữa của anh Dung Nguyễn. Em sẽ duyệt cho anh Dung Nguyễn nhé. Ok, chào anh ạ. Đã, em chào tất cả mọi người, em chào Quay X và hai anh chủ phòng ạ. Thì em là Dung Nguyên đấy. Thì em muốn hỏi hai anh chị ở đây, thì em muốn hỏi ba người ở đây thì làm thế nào để mình giữ được lửa để bùng X, tại vì theo em được biết ý, là đa phần những cái người mới vô X là FOMO theo cái kiểu là đánh vào lòng tham vì tiền. Thì mọi người có biết rằng thì làm thế nào để mình giữ được cái nửa bui ích trong cái thời điểm này để từ đó lên tảng giữ được chân người dùng? Em xin hết ạ. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Muốn giữ được lửa đúng không? Ok, câu hỏi. Muốn giữ được lửa thì anh em cứ biết là bây giờ ông Mết, ông hiện tại bây giờ nó chưa có rõ ràng, ông Mết đâu có nói rõ ràng cho anh em là chi quảng cáo như thế nào, phần trăm như thế nào đâu. Hồi nãy anh Ngọc có nói, anh em nhớ không ạ? Một cái việc lít cái cáo ở tại tường á, mà lít ở trong comment, lít ở trên tường là giá bao nhiêu chúng ta chưa biết mà. Nhưng mà sau khi mà ổn định nó sẽ có con số chính xác cho anh em á. Thị trường này là lít là bao nhiêu, giống như YouTube chúng ta sẽ biết ở 1.000 view ở YouTube. Ở Mỹ 1.000 view, ở Việt Nam là giá bao nhiêu á, chúng ta biết được mà. Thì hiện tại chưa có thôi. Giai đoạn này là mình nghĩ thằng Mết nó phải chịu lỗ đó. Và nó còn phải lấy tiền tích xanh, nó gồng và nó trả cho anh em sáng tạo nội dung đấy. Tại vì tại sao nó cho chi tiền sáng tạo nội dung anh em, khi mà nó bật cái tích xanh mà lên 8 đô nó bị người Mỹ tẩy chay á, và ông ta mới ra chính sách là share lại cái doanh thu quảng cáo cho anh em để xoa dịu lại dư luận á. Thì mình nghĩ hiện tại là Elon Musk đang bộ chịu lỗ nha, đang chịu lỗ, hoặc là 100% kiếm được doanh nghiệp là ổng chi hết luôn, thậm chí ổng chi thêm tiền tích xanh, ổng bổ trợ vào cho anh em á, để cho anh em kích thích anh em giai đoạn này, giống như giai đoạn là lãi suất âm, hoặc là giai đoạn lãi suất âm hoặc là lãi suất bằng không, gọi là kích thích, đang kích thích creator đổ về và anh em sáng tạo nhiều đổ về. Đó là quan điểm cá nhân của anh như vậy Dũng ơi. Vâng, anh Ngọc có chia sẻ gì thêm không ạ? Anh có một cái quan điểm để giữ lửa ở bất cứ cái công việc nào hoặc là ở trên cái nền tảng nào nói riêng đó, đó là các bạn phải phải coi nó như một cái nơi mà các bạn làm việc để các bạn học tập, các bạn phát triển bản thân. Thì các bạn bắt đầu dùng, các bạn sáng tạo nội dung đó,
thì nó bắt đầu có giá trị hơn. Và từ đó các bạn giống như mỗi ngày các bạn viết một cái bài, các bạn giúp trả lời một câu hỏi, khi người khác hỏi các bạn một câu hỏi, các bạn trả lời giúp đỡ họ và họ cảm ơn bạn chẳng hạn, thì đó chính là cái niềm vui. Mà chỉ có những cái thứ đó nó mới giúp mình giữ lửa được lâu thôi. Chứ còn cái việc mà kiếm được tiền, các bạn đã thấy rất nhiều các cái bằng chứng của những cái nền tảng khác, có những người người ta kiếm được rất nhiều tiền nhưng người ta vẫn rời bỏ thôi, đúng không? Người ta vẫn đôi khi bị rơi vào việc là bị trầm cảm luôn, và bị cái áp lực sản xuất nội dung đó, nó khủng khiếp đến mức độ cỡ nào. Sau này các bạn làm việc, các bạn sẽ thấy có những cái giai đoạn mà các bạn bị rơi vào tình trạng là áp lực nội dung trên các cái nền tảng mạng xã hội. Giống như một ngày đó mà các bạn không tạo ra được một content, các bạn không thể nào các bạn yên được. Đó, do vậy là giữ lửa thì bằng cách là các bạn phải làm một cái công việc nào đó mà các bạn thấy là nó thực sự tạo ra cái giá trị và cái niềm vui cho bạn hàng ngày ấy, thì các bạn mới giữ lửa được. Và các bạn cảm thấy mình phát triển giỏi lên hàng ngày, hàng tháng ấy, thì bạn sẽ làm tiếp tục được. Chứ còn nếu mà các bạn đến với cái chỗ này để kiếm tiền từ quảng cáo thì cái lửa đấy các bạn sẽ không bao giờ giữ được đâu. Nó sẽ lên, nó sẽ xuống, rồi giai đoạn kinh tế nó ảm đạm thì tiền nó ít. Các bạn phụ thuộc vào mỗi một thứ đó thì làm sao có lửa được, đúng không? Không có giá trị, không tạo được sự hạnh phúc, không cảm thấy mình đang giúp đỡ được những người khác thì không thể có lửa được. Do vậy là hãy làm cái gì đó, content gì đó, lĩnh vực gì đó mà các bạn giúp được cho những người khác. Các bạn tự thấy mình có giá trị là các bạn sẽ giữ được lửa. Vâng, cảm ơn anh ạ. Không biết là bạn có muốn đặt thêm câu hỏi gì không ạ? À dạ vâng, thì em có thêm một câu hỏi nhỏ nhỏ nữa thôi. Thì em muốn hỏi hai anh luôn, có thể làm thế nào khi mà cái người game nền tảng người dùng nó đạt đến một cái lượng traffic nhất định rồi, thì làm thế nào để Enomerd có thể giữ chân người dùng được? Tại vì theo quan điểm cá nhân của em thì những cái nền tảng khác, ví dụ như là top mỡ ấy, thì khi mà ví dụ để mà thay đổi thói quen người dùng, đợt đầu tiên thì nó phải có gái sinh đã mới đầu để nó kích cầu. Thứ hai rằng là cái việc mà gái sinh, thứ ba là game. Đó là hai cái mà em thấy rằng là cái việc để giữ chân người dùng, khi mà để hút được người dùng mới đầu. Còn cái việc mà giữ chân người dùng thì ngoài cái việc tiền ra thì theo các anh thì nó còn có những cái lĩnh vực khác nào để giữ chân được người dùng không ạ? Cái nền tảng đấy nó tạo cho người ta một cái thói quen, nó tạo cho người ta một cái mối quan hệ người ta không thể rời bỏ được. Ví dụ như là dùng một thời gian thường xuyên thì em có rất nhiều cái contact ở trên đó, em liên hệ với mọi người hàng ngày. Giống như bản thân anh không thích Zalo nhưng anh vẫn phải dùng bởi vì những người xung quanh anh đang contact, đang liên hệ qua Zalo rất nhiều, đúng không? Hoặc là anh cũng không cảm thấy thích Facebook nhưng bởi vì là bố anh còn dùng Facebook cho nên anh chưa thể xóa cái app Facebook được. Bởi vì anh còn phải gọi FaceTime cho bố, đúng không? Thì sau này cái nền tảng nó tạo giống như nó dùng riết rồi nó tạo cho người ta thành cái thói quen. Thói quen và người ta phải phụ thuộc vào cái nền tảng đấy bởi vì người ta có những cái mối quan hệ, có những cái liên hệ công việc các thứ ở trên đó người ta không thể rời bỏ được ở trong cái nền tảng đó. Và để làm được điều đó thì người ta cứ vẫn đang update những cái tính năng từ từ. Còn cái chuyện em nói là thời gian đầu là gái xinh hay là ví dụ gái xinh thì nó không phải là một cái tiêu chí ở trên X, nhưng mà ví dụ người ta đưa tài chính vào thì khi mà người ta dùng quen cái chức năng tài chính, người ta có ví tiền ở trên đó thì tự động người ta sẽ giữ ở đó lâu thôi, bởi vì là người ta quen cái việc là thanh toán. Ví dụ như Momo chẳng hạn, người ta quen đóng tiền điện, quen đóng tiền nước, thì ví dụ trên X sau này ví dụ người ta dùng cái ví trên X làm ví trung gian để người ta sử dụng các dịch vụ nó thuận tiện ở trên quốc tế thì tự động người ta bị phụ thuộc, thì người ta sẽ giữ người ta ở lại trên cái nền tảng đó. Vâng, câu trả lời rất là hay ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Không biết là bạn Dung Nguyễn thấy sao ạ? Em cảm ơn anh Đồng Thủ Phong và em cảm ơn có ích đã hỗ trợ giúp em, thì em cảm ơn em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và anh chị em nhớ vào follow có ích Việt Nam cũng như là hai vị khách mời, để trong cái thời gian sắp tới thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái buổi live bổ ích như thế này. Hiện tại thì em cũng đang thấy rất là yêu cầu và rất nhiều yêu cầu, và chúng ta đã chọn ra được ở đây là 7 người. Thì mình sẽ chọn thêm 3 bạn nữa để có thể lên mic đặt câu hỏi. Và ngoài ra thì phần thưởng đấy là 5 bạn tương tác nhiều nhất. Thì em cũng rất muốn chọn ra luôn ở trong live, nhưng mà hiện tại thì em thấy cái lượng comment và tương tác của các bạn rất là nhiều. Vì vậy thì em xin phép là 5 bạn này em sẽ chọn sau và công bố ở trên page của CoinX Việt Nam. Mọi người có thể follow để có thể đón nhận những cái thông tin mới nhất từ bên page nhé.
Ok, bây giờ thì em đang thấy một cái yêu cầu khá là lâu của bạn kính cận. Ok, chào bạn kính cận ạ. Chào bạn ạ, bạn có thể bật mic không ạ? Nó mình hả? Do Vâng ạ. lúc bật mic nó bị ngắt một đoạn nên là không nghe được. Chào có ý chào anh Đức, chào anh Ngọc với lại chào tất cả mọi người nha. Em có một câu hỏi cũng thắc mắc vậy. Thì bây giờ cái như anh Ngọc nói, cái giữ lửa là cái hay giữ người dùng trên nền tảng X là những cái cần liên quan hệ ở trên cái nền tảng đó, các mối quan hệ, các công việc trên nền tảng đó. Như bây giờ hiện tại ví dụ như Phở Bò hay là như TikTok thì nó có những cái như về giải trí và nó là những cái nền tảng nó đi trước, thì nó người cái lượng người dùng nó rất là lớn và nên là nó sẽ có nhiều mối quan hệ của mình ở trên đó thì mình vẫn sẽ sử dụng. Nhưng đối với X á, thì đa phần hiện tại những người dùng đến với X là vì kiếm tiền. Thì một người đi xây dựng content hay là họ tới đây chủ yếu là để kiếm tiền, thì khi mà cái lượng chi trả về cái kiếm tiền của chia sẻ quảng cáo của X nó đang bị bóp rất là chặt, thì đâm ra người ta sẽ rất là nản. Như em một người cũng đến với X bởi vì kiếm tiền, mặc dù em từ lúc em bật kiếm tiền tới bây giờ em không hề thấy thấy quảng cáo, nhưng em vẫn đang cố gắng và đang xây dựng cái content của mình. Nhưng đôi lúc á, khi qua hai cái kỳ bay thì một kỳ thì không được gì cả và một kỳ nó không có đúng như cái là cái mong muốn của mình, thì có một khoảng thời gian thì em cũng sẽ rất là nản về cái công việc của mình. Em đang không biết là mình có nên tiếp tục đi theo cái con đường mình đang đi hay không, để tiếp tục với X hay không. Sao ta? Đang không biết nên tiếp tục không, nhưng mà bởi vì ở ở trên này em có một cái em nhận lại được, đó là khi em biết về anh Đức thì em đã học thêm được rất là nhiều. Em là một người đã từng tham gia vào thị trường cách đây rất là lâu rồi. Hồi hồi đó thì về thị trường coin hay là chứng khoán ở Việt Nam mình nó không có thịnh hành, sau đó thì em bỏ và bây giờ em quay lại thì em chỉ tìm kiếm về kiến thức thôi, chứ em không có tìm kiếm lại khi để em tham gia vào thị trường. Thì theo như anh Đức với anh Ngọc thì cái giữ lửa tốt nhất mà sẽ dành cho những người mà ví dụ như các bạn mới đi, thì các bạn giữ được cái lửa để mà tiếp tục với mà ngoài những cái mà vừa anh Đức và anh Ngọc vừa chia sẻ thì còn cái gì nữa không ạ? Vâng, em rất là hiểu cái tâm trạng của anh. Tức là khi mà mình gắn bó với một cái nền tảng nào đấy một thời gian và mình đang không thu được một cái kết quả như mong muốn. Em nghĩ là cái giai đoạn này thì rất là nhiều người đang trải qua đúng không ạ? Thì không biết là anh Đức và anh Ngọc có thể chia sẻ thêm giúp bạn không ạ? Anh nghĩ là ngày hôm nay em có mặt ở đây, nó nói lên là em đã không rời bỏ nữa. Em đang qua hai lần fail, em một lần được rất ít, một lần không được gì cả, nhưng em đâu có rời đi đâu, bởi vì là em đã học được từ bạn Đức rất là nhiều kiến thức, phải không? Rồi hôm nay em vẫn ở đây để em tìm một cơ hội, bởi vì em nhìn thấy cái chủ đề là xây dựng kênh ở trên X mà không cần kiếm tiền từ quảng cáo, tức là em đã thấy là cái việc kia nó không bền vững và nó bị mình bị phụ thuộc, cái nguồn thu nhập của mình phụ thuộc quá nhiều vào cái kiếm tiền với ad. Thì em đang ở đây để em tìm một cái tư duy mới, một cách kiếm tiền mới, em đâu có rời bỏ đi đâu, em đang nhận được rất nhiều giá trị ở trên ad này mà, và tất cả các bạn ở trong phòng này cũng đang vậy. Còn ai người ta rời đi, tự động người ta đã rời đi rồi, và ai lại tiếp tục đến, người ta tiếp tục nhận được giá trị, người ta sẽ tiếp tục ở lại, và tiếp tục những cái người mà người ta không nhận được giá trị, người ta lại tiếp tục rời đi. Nền tảng nào cũng như vậy, nhưng mà anh nghĩ cuối cùng cái số lượng người người ta ở lại sẽ nhiều hơn, bởi vì là cái sự phát triển của một cái platform á, bằng các cái chức năng, bằng các cái tính năng của nó, thì nó thường nó sẽ nó khiến cho mình tạo những cái thói quen,
hàng ngày mình sẽ nhớ là mình đọc content của ai, mình kết nối với ai và mình muốn gọi điện cho ai thì mình lên trên X, mình lấy, mình gọi điện chẳng hạn, hoặc mình nhắn tin. Đó, thì ý của anh nói là bao giờ nó cũng sẽ lọc ra là cái nhóm người sử dụng và nhóm người tiêu thụ nội dung và cái nhóm người sáng tạo nội dung ở trên cái nền tảng đó, nó luôn luôn có lọc ra ở từng cái đối tượng. Hả? Dạ em cảm ơn câu trả lời của anh Ngọc ạ. Anh Đức ơi, anh có muốn chia sẻ thêm với bạn không ạ? Ok. Nói anh Ngọc chia sẻ cũng đủ ý rồi, anh cũng muốn chia sẻ thêm như kính cận và các anh em á, cái đoạn này là nền tảng họ cũng thanh lọc mà. Anh em nếu mà chưa định hướng thì anh em có thể ngồi lại, thay vì mình đi chậm á, mình ngồi lại mình nghiệm lại coi là thực sự mình cần cái gì và mình muốn làm cái gì và cái sở trường của mình á. Giống như anh em build, anh em phải thoải mái nhất, giống như mình build, mình không có bị up được content đâu, thì không làm thì thôi, không vấn đề gì cả. Anh em phải biết làm cái thế mạnh của mình. Nhưng mà nếu anh em chưa có vị thế á, thì mình khuyên anh em kiếm một cái network để anh em đi cùng cho nó khỏe, và đi cùng cái network để anh em khỏe hơn, đúng không? Với lại trong network họ có thể định hướng cho anh em, anh em phát triển như thế nào á. Còn anh em mà ham vội nhanh á, đôi lúc anh em sẽ chán nhanh lắm, không có động lực làm. Anh mình cảm nghĩ là rất là nhiều anh em sẽ không có, không biết build gì, và mình nghĩ mình cũng chả là ai để mà người ta sẽ biết mình. Nhưng mà mỗi anh em đều có một cái giá trị riêng mà anh em chưa phát hiện ra thôi. Chúng ta rất là giỏi, chúng ta rất là giỏi thật sự luôn á. Anh em không khai thác hết được cái sức trong anh em đâu. Nhưng mà nếu mà cùng một network mình nghĩ là sẽ ok thôi. Thì vì vậy thì mình thấy kính cận chia sẻ cũng ok. Thí dụ anh có thể nói kính cận vào network của anh có thể hỗ trợ kính cận nhiều hơn. Tuy là không, bạn không thể là, có thể là bạn sẽ giỏi hơn anh sau này, có thể 2 năm sau, 3 năm sau có thể kính cận giỏi hơn anh bây giờ hiện tại, nhưng mà cũng có thể là không giỏi bằng. Nhưng mà anh tin vào network thì kính cận có thể chắc chắn là giỏi hơn cái hiện tại nhiều lần. Ít nhất anh nghĩ là để ít 10 cái hiện tại là anh nghĩ là đơn giản đấy. Thì anh sẽ hỗ trợ được phần nào thì anh sẽ hỗ trợ cho. Thì kính cận cùng build cùng với anh em. Thì cái anh nói là trước giờ nói là cái network anh muốn làm cái network nó mạnh, nó thật sự mạnh. Và anh dành rất là nhiều thời gian, nói chung là anh đã tích lũy đủ thời gian rồi để anh tập trung vào cái network này cho nó mạnh thật sự á. Thì anh cũng có chung là mình gọi là mình thật sự là khát vọng làm nó, nhưng mà không biết thành công tới đâu, thì đương nhiên nó phải do thị trường quyết định và do anh em ủng hộ nữa. Có nhiều anh em năng lượng về làm cùng mình thì mình tin mình sẽ đi nhanh nhất và mình đi đến được cái bến cuối cùng luôn. Ừ, như vậy thôi. Dạ em cảm ơn anh Đức. Thì hiện tại em đang vẫn còn ở lại Wix là bởi vì chính xác là vì anh. Vì những cái buổi survey của anh nó chia sẻ cho em rất là nhiều cái kiến thức. Em đang, nên em vẫn sẽ tiếp tục để đi và để đi cùng anh. Em cảm ơn nha. Vâng, rất là xúc động ạ. Thực ra thì cái chia sẻ của anh Kính Cận làm cho em thấy được rằng là trong những cái giai đoạn khó khăn như thế này và bây giờ mọi người đang phải đấu tranh giữa cái vấn đề là đi hay là ở lại, hoặc là những cái fan trung thành của anh Đức hoặc là anh Ngọc trong cái giai đoạn hiện tại, thực sự là phải cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo thì em sẽ duyệt cho một cái bạn, và ở đây thì em sẽ ưu tiên là những ai đang follow CoX Việt Nam nha. Em thấy bạn này yêu cầu khá là lâu rồi, đấy là bạn Trần Văn Hới. Ok, hiện tại thì bạn Trần Văn Hới có thể phát biểu rồi ạ. Anh Hới, anh ở trên này không ạ? Alo. Hello anh. Xin chào CoX, chào bạn Thế, chào bạn Ngọc. Thì mình cũng đã nghe từ lúc tối đến bây giờ, thì giờ mới được lên mic. Thì mình cũng có câu hỏi dành cho các bạn một chút để nhờ các bạn tư vấn. Thứ nhất là mình thấy là cái nền tảng X này là rất là mới. Thứ hai nữa là hiện tại thì như từ những năm trước thì mình đa phần sử dụng cho là giới chính trị gia, giới tài sản là số. Còn hiện tại mình đang là phổ thông và cái tầm nhìn là 2025 trở thành trung tâm của tài chính của thế giới. Thì các bạn giúp mình cái là để trở thành trung tâm tài chính thế giới thì nó không riêng là ngành crypto mà nó còn liên quan đến tất cả các ngành khác. Thì với chính sách của X thì hiện tại làm thế nào để thu hút và phổ cập hóa cho cái người mà có thể sử dụng
đến tất cả mọi người, chứ không riêng gì đối với là những người mà chính trị gia hay là những người crypto đã đi trước. Mình xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. Và không biết là với câu hỏi này thì anh Đức hay là anh Ngọc sẽ giải đáp trước của em ạ? Anh nghĩ là họ đang đã đang có thay đổi rồi đó. Trước đây thì mọi người vào Twitter cũ, trước đây là chưa phải khi mà Elon Musk chưa mua lại Twitter biến nó thành X, thì phần lớn là vào đây chỉ có các cái nội dung liên quan đến chính trị, liên quan đến tài chính, liên quan đến crypto là nhiều. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà sau này á, gần đây các bạn có để ý trong cái vòng kết nối của mình đã bắt đầu xuất hiện những KOL ở lĩnh vực bất động sản, đúng không? Và những cái người làm du lịch mình cũng đã bắt đầu thấy content du lịch, rồi yoga, thiền mình cũng đã bắt đầu thấy họ kéo cái cộng đồng qua. Và giống như vừa nãy Hoàng Đức có nói là cái cộng đồng mà stream gaming họ mình thấy ở Việt Nam cũng chưa qua nhiều, nhưng mà ở nước ngoài mình cũng đã thấy KOL trong mảng game họ kéo qua rồi. Tức là các bạn thấy là khi mà, và gần đây mà khi các bạn để ý mà các bạn đọc những cái báo điện tử, đặc biệt là VN Express, mình thấy là các cái tin tức buổi sáng mà liên quan đến AI, liên quan đến những cái thông tin ở thế giới, thì phóng viên người ta hay trích một cái đoạn là thông tin từ mạng xã hội X cho thấy là OpenAI đã như thế này, hoặc là những cái thông tin đó. Thì các bạn thấy chứng tỏ là cách đây khoảng 4-5 tháng không có chuyện đó, thì tất cả những cái điều đó nó đang khiến cho nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái chủ đề khác, nhiều cái người hoạt động trong sáng tạo nội dung ở trong những cái mảng khác họ đang kéo vào, phải không? Thì chứng tỏ là dần dần nó càng đông lên. Các bạn có nghĩ là bây giờ các bạn ngồi đây nhưng mà cách đây trước 4 tháng thì không có chuyện thảo luận về các cái chủ đề khác ngoài crypto, đúng không? Bây giờ chúng ta đã bắt đầu có những cái chủ đề khác rồi, thì chứng tỏ là các bạn thấy là chỉ trong vòng 4 tháng thôi mà nó đã thay đổi như vậy rồi. Thì các bạn nghĩ là trong vòng 1 năm, 2 năm nữa khi mà các cái chức năng khác của X nó được cập nhật, thì mình nghĩ là từ từ chỗ nào mà đông người thì tự động các KOL của các cái mảng khác họ sẽ kéo vào thôi. Hả? Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc và CoinX đã tạo điều kiện cho anh em có buổi giao lưu. Cảm ơn chia sẻ của anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Và chúng ta sẽ còn một câu hỏi cuối cùng dành cho một người. Thì ở đây em đang thấy một số anh chị yêu cầu khá lâu rồi, thì khá là khó cho em ở cái câu hỏi cuối cùng này. Anh Ngọc hay là anh Đức có muốn giúp em chọn người cuối cùng không ạ? Không thì mọi người lại cứ bảo là em chọn không hết được người. Chúng ta đang có 19 yêu cầu. Ở đây chọn bạn Ngô Hùng giùm anh đi. Bạn Ngô Hùng này anh thường thấy anh chọn một bạn rất nhiều ở trong cái vòng kết nối của anh. Vâng, ok ạ. Em đang kết nối với anh Ngô Hùng rồi ạ. Xin chào anh Ngô Hùng ạ. Anh có thể bật mic không ạ? Hello anh. Anh Ngô Hùng ơi, anh còn ở lại nghe không ạ? Vâng, thế thì chắc là em sẽ xin phép chọn một bạn khác nhé. Anh Ngọc chọn giúp em một bạn. À đây rồi. Alo ạ. Anh có chọn một bạn á, bé đâu ơi. Vâng, mình có thể chọn thêm anh ạ. Alo ạ. Không biết bạn có lên chưa? Anh thấy bạn lên rồi nè, nhưng mà không biết chưa. Ai đang bạn... nói đấy ạ? À, dạ mình ạ, nick này ạ. Ok ok, em thấy rồi. Đây em thấy rồi. Anh có thể đặt câu hỏi rồi ạ. À, dạ vâng, em xin chào bạn Rô chủ phòng và hai anh Đức với anh Ngọc ạ. Thì nãy giờ em ở dưới hang có nghe mấy anh chị có mấy câu hỏi cũng rất là hay. Về cái ít này á, thì hiện tại em đang, cái này thực sự đang là một cái tâm tư của em luôn. Những anh chị khác cũng có, đó là em muốn hỏi là hiện tại á, trên ít này á, cái người sáng tạo nội dung thì rất là nhiều,
nhưng mà cái người tiêu thụ nội dung thì nó còn ít quá. Như vậy thì hai anh có thể cho em một cái định hướng nào đó để có thể mình kéo những cái người phía ngoài á, những cái người mà tiêu thụ nội dung vào đây để họ tiêu thụ những cái nội dung của những anh em đang sáng tạo nội dung ở đây. Tại vì mình sáng tạo nội dung hay nhưng mà nếu như mình không có truyền tải, không có giới thiệu được tới những cái người ở ngoài kia á, thì họ cũng không biết, thì nó rất là lãng phí những cái kiến thức giá trị mà nền tảng này nó đem lại á. Thì không biết là anh có cái định hướng nào để mình mở rộng được cái tiệp người tiêu thụ nội dung trong cái nền tảng ít này. Và còn một câu hỏi nữa thì để khi hai anh trả lời xong thì em sẽ hỏi tiếp. Dạ. Ok, anh trả lời trước nha. Anh đã làm rồi cho nên anh có thể trả lời ngay được. Tức Dạ. là đối với cá nhân thì anh chỉ có thể làm cái phạm vi mình có thể làm được. Tức là ví dụ như ở trên blog cá nhân của anh thì anh đã đăng những cái bài mà liên quan đến làm sao để tạo tài khoản X này, đúng không? Rồi làm sao để bắt đầu kiếm tiền ở trên X. Rồi làm sao để tạo nội dung ở trên X. Tức là hoặc là trên tài khoản Facebook của anh cũng chia sẻ những cái thông tin đấy và anh cũng đã kéo được rất nhiều người vào. Thì đó là cách làm của anh nhé. Thì anh đã làm rồi, tức là anh có kênh nào thì anh cũng sẽ bắt đầu truyền thông về ads rồi. Dạ, em cảm ơn cái câu trả lời của anh. Cái câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi, nhờ mà anh có thể đưa em một cái định hướng giống như em giả sử trường hợp là hiện tại nha, hình như là em cảm giác ít chưa có quan tâm lắm đến thị trường Việt Nam, tại vì có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà nếu như trường hợp mà em nghĩ giống như Mết mà ổng phát hiện ra là ở Việt Nam mọi người đa số là đang cheat rất là nhiều quá, thì nếu như trường hợp mà Mết không có chia sẻ doanh thu ở Việt Nam nữa, hoặc là nói chung là tắt kiếm tiền ở Việt Nam luôn, thì không biết lúc đó thì mấy anh sẽ có những cái lời khuyên hoặc những cái định hướng nào để giúp cho mọi người có thể vực dậy cái tinh thần cũng như giữ vững được cái định hướng nào muốn biết lâu dài. Tại vì lúc em nghĩ lúc đó là chắc là mọi người sẽ rất là nản luôn á. Vâng, em mời anh Đức ạ. Anh Đức ơi, anh đang tắt mic ạ. Bên anh đang bị lắc lắm, có lúc nghe lúc không. À thế ạ. Ừ, thôi không biết là nãy bạn tên Vâng, tên ok. em có thể hỏi lại Đây nãy nói anh như nghe là rõ không chưa? nghe rõ lắm nha. Dạ, Anh giờ đang em dùng nói hai lại điện em thoại nghe á. rõ, anh có nghe được chưa? Một giờ em đang nói được. À, bây giờ anh có nghe được em nói chưa? Bên anh Đức hôm nay có vẻ là có vấn đề về mạng. Anh trả lời được không? Vâng, được anh ạ. Em mời anh Ok. Ngọc ạ. Thực ra cái câu này là cũng là một cái trăn trở mà anh cũng đã từng suy nghĩ đến á. Nhưng mà anh phải khẳng định là thực ra cái cộng đồng người Việt ở trên ách so với các quốc gia khác còn rất ít. Rất ít luôn, số lượng người rất ít bởi vì ách là nền tảng mà người Việt không quen dùng đâu, chỉ mới đây kéo một số lượng người thông qua chương trình quảng cáo thôi cho nên nó rất ít. Và điều đó người ta không quan tâm cũng là đúng, bởi vì khi người ta quản trị một cái database của một cái nền tảng, người ta sẽ biết rõ ràng là lượng truy cập đến từ quốc gia nào nhiều nhất, số lượng người dùng là bao nhiêu. Đấy. Tất nhiên là người ta sẽ nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng trong một cái khoảng thời gian và người ta sẽ đánh giá nó sẽ tiềm năng, đúng không? Nó tiềm năng thì người ta sẽ chú ý. Nhưng mà trong một khoảng thời gian nào đó mà cái số lượng người không tăng trưởng mạnh thì người ta dựa theo những cái dữ liệu khác nữa, nhưng mà tất nhiên người ta sẽ nắm được cái xu thế là người Việt rất thích dùng Facebook, phải không? Thì chắc chắn người ta sẽ phát triển những cái tính năng để cạnh tranh với Facebook, người ta kéo cái nhóm người Việt vào, bởi vì cái thị trường nó quá tiềm năng, do vậy người ta sẽ không thể bỏ, đúng không? Thì các bạn cứ yên tâm là người Việt là một cái nhóm người mà sử dụng mạng xã hội ở trên thế giới không phải là tầm thường đâu, cho nên là mình nghĩ là X cũng sẽ không bỏ qua cái thị trường tại Việt Nam và cũng cũng không vì những cái mẹo, cái trick mà các bạn đang dùng để kiếm quảng cáo mà người ta tắt cả một cái chương trình trong cái thị trường tiềm năng. Người ta sẽ tìm ra cách để người ta khống chế, không thể làm cái chuyện đó được nữa. Chứ người ta sẽ không tự động người ta cắt để người ta bỏ đi một nguồn doanh thu rất lớn trong rất nhiều năm, đúng không?
Thì đấy là cái suy nghĩ của mình. Còn ở góc độ mà để chúng ta không bị nản trong trường hợp là người ta bóp cái chương trình kiếm tiền mạnh hơn đó, thì như vừa nãy ở ngay đầu cái buổi space mình đã chia sẻ rồi, các bạn phải đi với một cái định hướng lâu dài hơn, kinh doanh hơn, và phải nhìn ra nhiều hướng kiếm tiền khác ở trên ách thì các bạn mới đi với nó lâu dài được. Chứ còn nếu mà cứ vẫn phụ thuộc vào quảng cáo thì chắc chắn là sẽ nản, và hiện nay đang nản rồi nha. Thì mình chỉ có thể trả lời vậy thôi, tức là các bạn phải đi với một tư duy kinh doanh để nhìn ra nhiều cách kiếm tiền khác ở trên ách, và chắc chắn sẽ có nhiều cách. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Không biết là bên phía anh Đức thì đã khắc phục được mạng chưa ạ? Alo, anh nói nghe chưa? Vâng, em nghe rồi ạ. Anh rồi nói anh ạ. Nhưng mà anh không nghe được giọng của anh Ngọc nói, nên lúc anh sẽ chen vào nó sẽ hơi mất lịch sự xíu. Anh không nghe anh Ngọc nói, anh phải dùng cái điện thoại iPhone khác á mới nghe anh Ngọc nói được. Điện thoại này anh chỉ nghe em với anh thôi, với lại nghe các bạn khác. Nó bị lắc như thế nào, nói chung chắc là hôm nay cũng... có quá nhiều người vào Zoom rồi ạ. Hôm trước anh đồng chủ phòng á, mà bạn đồng chủ phòng nói anh không nghe luôn. Anh đồng chủ phòng, bạn đó hai đồng chủ phòng mà có một bạn anh nghe, một bạn không nghe luôn. Đôi lúc nó lắc mình không hiểu luôn á. Anh phải dùng một cái điện thoại khác anh vào mới nghe anh Ngọc nói. Rồi tắt mic bên này để nghe bên kia, nên nó cũng chập chờn vậy á. Hồi nãy là bạn kia vừa nói vấn đề gì ta? Rồi có nghe không? Có thể nhắc lại anh đoạn đó, anh không nghe được. Anh Daily ơi. Bạn Daily có hỏi về nếu mà ít tắt quảng cáo thì cái gì sẽ giữ cho người dùng họ ở lại với cho anh? Nếu mà tắt kiếm tiền thì chắc là không khó giữ cho người dùng á. Tại vì cái anh em phải hiểu là cái bậc này á là để xoa dịu dư luận thôi. Sao vậy, dư luận là sao à? Cái việc mà lên tích xanh bị phản đối ghê, Việt Nam không phản đối đâu, nhưng mà người Mỹ họ không thích tháng đóng 8 đô đâu. Họ tẩy chay Elon á. Họ tẩy chay đấy, nói thiệt với anh em, nhưng mà Elon chỉ là người đi đầu thôi. Tại vì phở bò cái nền tảng khác họ cũng sẽ thu phí thôi. Họ đã trải qua một giai đoạn tỷ user rồi. Tích lũy là sao à? Giống như hiểu năm nay vậy nè, anh em mở đó phần tập gym đi, cho tụi nó tập miễn phí, anh em giàu mà. Tại vì anh em khuyến mãi thì anh em chưa khách hàng, đâu ai biết anh em đâu. Cho mày tập miễn phí thì tập thời gian rồi bắt đầu lên phí thì sẽ có những người rời đi, sẽ có những người ở lại, người nào quen rồi sẽ ở lại thôi, khi đó họ mới bắt buộc như vậy thôi, chứ có cách nào đâu anh em. Thật sự như vậy mà bạn, mọi người sẽ thấy trong kỷ nguyên 10 năm tới đây sẽ rất là nhiều nền tảng bắt đầu thu phí, tại vì họ đã trải qua một cái nền tảng thứ hai, nó trải qua một giai đoạn rất là dài tích lũy khách hàng rồi, đến giai đoạn họ sẽ phải thu phí. Và anh em nhìn đi, các nền tảng nào cũng là bán hàng đúng không? Bán hàng thì đó họ cũng đã là, có nghĩa họ vẫn là thu phí một cái hình thức gián tiếp rồi, nhưng mà thu phí kiểu mà tích xanh, khả năng mình nghĩ là tiếp đó sẽ đi đầu, nhưng mà các nền tảng khác cũng sẽ bắt chước theo. Mình cảm giác như vậy thôi, còn nó như thế nào thì không biết nha. Cảm giác là các nền tảng khác như thằng phở bò nó sẽ sớm muộn nó sẽ thu tích xanh thôi. Đó là quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Nó đã trải một giai đoạn rất là dài rồi, tích lũy khách hàng, giờ nó sẽ thu khách hàng. Thì cái nít này sau này nó sẽ bán hàng nhiều lắm, nó có rất là nhiều cái nền tảng. Và khi mà không bật kiếm tiền được mà anh em thấy trên đây traffic 1 tỷ người thì anh em cũng phải đổ vào chơi. Tại vì đây là cái môi trường kinh doanh của anh em phải vào kiếm tiền chứ, phải kiếm cho phép chứ. Thật ra bật kiếm tiền hay không bật kiếm tiền nó cũng không quan trọng. Thật sự là vậy, nó chỉ là xoa dư luận thôi. Mình nghĩ nó chỉ xoa dư luận lại cái đoạn mà bật tích xanh mà bị phản đối dữ quá, bị tẩy chay thì xoa dư luận lại. Đó là quan điểm cá nhân của mình đó. Thì không biết là anh em thấy thế nào đó anh em. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn hai anh. Vâng ạ. Hy vọng là thông qua hai cái chia sẻ của anh Đức và anh Ngọc thì mọi người có thể nắm rõ hơn về cái việc là xây dựng ích bền vững cùng thị trường crypto. Và thực sự thì cái buổi ngày hôm nay anh Ngọc, lúc đầu là em định tổ chức lúc là 9 rưỡi, anh Ngọc có đề xuất với em là lùi lên làm 8 rưỡi, và không ngờ là đến bây giờ là gần 11 giờ rồi thì trong phòng của chúng ta hiện tại vẫn còn đấy là 246 người. Thực sự rất là cảm ơn mọi người vì đã ở lại đến với buổi live đến cái giờ phút này luôn. Và cũng đang có rất là nhiều yêu cầu. Và em thì em có một cái đề xuất như này. Lúc nãy thì chúng ta có 5 cái phần quà, 10 câu hỏi thì chúng ta đã chọn ra rồi. Còn 5 cái phần quà để có thể tặng tài liệu. Và chúng ta ở đây thì em đang thấy có rất là nhiều anh chị yêu cầu, và họ đã ở lại với cái buổi live của chúng ta là từ giai đoạn đầu cho đến bây giờ luôn. Và những cái yêu cầu này vẫn chưa được giải đáp. Thì không biết là em có thể xin thêm anh Ngọc tầm khoảng 5 suất nữa
tức là tầm khoảng 10 bộ tài liệu để có thể gửi đến cho các cái bạn mà đã yêu cầu và đã chờ trong một cái thời gian dài này, đúng không ạ? Ok, được em. Anh sẽ gửi qua cho Roy và Roy chia sẻ cho các bạn. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì hiện tại em đã chụp lại cái màn hình rồi, thì chút nữa em sẽ thông báo lại lên trên trang của bên Có Ích Việt Nam về danh sách các cái bạn nhận được phần quà tài liệu và 10 bạn được chọn để trả lời câu hỏi. Mọi người nhớ là follow Có Ích Việt Nam và follow hai vị khách mời của chúng ta để có thể đón nhận những cái thông tin mới nhất. Và cảm ơn anh Ngọc cũng như là cảm ơn anh Đức rất là nhiều với cái buổi ngày hôm nay. Em cũng tự cảm thấy không biết là mọi người đánh giá như thế nào, nhưng mà bản thân em host từ đầu buổi đến bây giờ thì em thấy cái buổi live này càng ngày càng cuốn. Và nếu không phải là sợ ảnh hưởng. Rất hay nha. Buổi ngày anh Ngọc chia sẻ rất là nhiều góc nhìn hay. Nói chung là mỗi ngày đều nạp, Đức đều nạp thêm kiến thức. Hay quá anh em ơi. Vâng ạ. Và nếu mà không sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của hai anh thì chắc là em sẽ lại phải xin thêm ít thời gian nữa. Và hứa hẹn là trong cái thời gian tới thì em sẽ mời thêm anh Ngọc cũng như là anh Đức chia sẻ nhiều hơn trong CoinX, cũng như là chia sẻ về những cái góc nhìn khác về thị trường crypto. Buổi live ngày hôm nay thì chắc là em sẽ phải kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ở lại cho đến giờ phút này. Xin chào và tạm biệt mọi người. Thì em cũng nhường lại mic để anh Đức và anh Ngọc có thể phát biểu thêm ạ. Cảm ơn Roy, cảm ơn CoinX Việt Nam đã tổ chức một cái buổi live khá là thú vị, và các cái câu hỏi của các bạn thực sự là rất là tuyệt vời. Nó cũng cho mình nhìn thấy nhiều cái trăn trở của các bạn, của những cái khó khăn của các bạn trong thời điểm hiện tại. Và mình sẽ dựa vào tất cả những câu hỏi này, dựa vào những cái trăn trở của các bạn để mình cố gắng tạo ra những cái content tiếp tục để cho các bạn có thêm những cái định hướng, những cái cách cụ thể hơn á, để các bạn có thể tạo ra nhiều nguồn thu nhập từ một cái nền tảng. Giống như là trước đây mình đã từng tạo ra nhiều nguồn thu nhập từ nền tảng blog, tạo ra nhiều nguồn thu nhập từ YouTube, tạo ra nhiều nguồn thu nhập từ Facebook chẳng hạn. Thì ở trên X này mình vẫn đang có thể làm được những cái điều đó. Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ ở trên cái tài khoản của mình để các bạn có mỗi ngày học thêm một chút. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn CoinX, cảm ơn Roy về buổi chia sẻ tối hôm nay. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Ok, tuyệt vời quá anh Ngọc ơi. Thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em á, là các anh em nào đang có mức định hướng á, thì anh em có thể tham gia cộng đồng bên mình và network bên mình đã nói đó. Thì anh em có thể hỗ trợ nhau, và mọi người đã nghe space mình đều nói á, mình đều nói rất là nhiều lần rồi. Có nghĩa là thay vì anh em tự đi, anh em sẽ đi chậm lắm. Anh em hãy đi cùng một cái network để làm tốt nhất. Và về cơ bản là mình tin là anh em sẽ up level được nhanh hơn. Thật ra thành công nó cũng không quá khó đâu. Thay vì anh em chỉ chia nhỏ thành công nó ra và anh em thực hiện từng bước một. Nếu anh em nhìn một cái bức thang nó xa, anh em không leo được đâu. Nhưng mà anh em chia nhỏ nó ra, tích phân chia nhỏ ra và anh em sẽ làm được. Và mình có một cái tool để hỗ trợ cho anh em, người mới có thể làm được. Cả người cũ, người mới đều có thể làm được. Anh em có thể tham gia cộng đồng bên mình. Có pin ở trên buổi space này á. Thật ra là cảm ơn sàn CoinX Việt Nam. Cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều đã tạo ra một cái buổi này chia sẻ khá là hay. Mình cũng học được rất là nhiều cái kiến thức hay và mới từ anh Ngọc, cũng như là mình nghe được sự phản biện của anh em phía dưới để mình học. Nhưng mà buổi hôm nay thì do sao là mình không nghe được cái bên anh Ngọc nói, đôi lúc mình sẽ bị ngắt lời quá, nó sẽ cũng hơi kỳ một xíu. Mình đang dùng hai điện thoại luôn á, đôi lúc mình cũng hơi bị nhiều. Tại các bạn nhắn tin cho mình liền kêu anh Đức ơi, là mấy bạn admin các bạn nhắn tin là anh Đức ơi anh đang nói chậm lên Ngọc á. Thì mình thấy là mình biết cái điều đó rồi, mình mở điện thoại khác mình nghe, đúng thực sự là hai người đang nói và có cả Râu cũng nhắc cho mình nữa. Thì hy vọng là sẽ có được nhiều buổi như vậy hơn để chúng ta cùng giao lưu, thậm chí là không những là hai diễn giả như là Đức và anh Ngọc, và có rất là nhiều diễn giả khác, có rất là nhiều người giỏi khác sẽ lên chia sẻ cho mọi người, sẽ đem lại giá trị. Và chúng ta cùng nhau build một cái ít này nó healthy, mình gọi là healthy á. Mình không thích chích phá nền tảng, mình đã giải thích với mọi người rồi, viết cái tool nó phá nền tảng nó dễ lắm. Nhưng mà bạn phá thì Elon Musk họ sẽ có cách để xử lý những cái thành phần xấu đó thôi. Mình á, mình luôn nhớ một câu á, content is king, có nghĩa là anh em làm những cái content thật sự thì những người đó chắc chắn thành công và siêu thành công. Anh em nhìn những kênh YouTube đi, những kênh họ làm content thật sự họ rất thành công, những kênh re-up không có kênh nào thành công hết. Re-up thì sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Sớm muộn sẽ chết, mà chết lúc nào thì không biết nha. Nhưng mà họ kiếm tiền trong ngắn hạn. Còn những kênh mà làm content dài hạn, bây giờ họ làm YouTube họ vẫn kiếm được tiền.
đầy kênh họ làm từ năm 2019 rồi kiếm được tiền, đâu phải phải làm từ đời đầu đâu anh em. Đầy kênh mới làm 2021 họ vẫn kiếm được tiền, đầy kênh làm từ 2022 vẫn kiếm được tiền. Có nghĩa là ở đây là tùy họ bắt được trend và nhiều thứ, rất là nhiều yếu tố cộng lại. Có nghĩa là muốn làm một kênh thành công nó không phải là một cá nhân, mà nó sẽ là những cái kênh lớn đó, đó là một cái nguồn nhân lực, nó là một công ty luôn, chứ không phải là một cá nhân làm. Đây là một cá nhân làm rất là khó anh em. Và anh em đang làm thì cố gắng, nếu mà chưa có đội nhóm thì cứ về đội nhóm bên mình hỗ trợ anh em hết sức có thể. Đó là mình có thể nói là mình hỗ trợ anh em hết sức trong cái giới hạn có thể thôi. Và anh em nào đang làm cùng mình đều biết đó. Đó là những gì anh có thể chia sẻ với lại các anh em đang nghe Spy đây. Cảm ơn 210 mấy anh chị em đang nghe khuya rồi mà cũng hơn 200 người, rất là tuyệt vời ạ. Vâng, rất tuyệt vời luôn ạ. Em cảm ơn hai anh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người vì đến cái giờ phút cuối cùng này vẫn ở lại với Live. Và chúc mọi người ngủ ngon. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những cái buổi talk tiếp theo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Good night. Vâng, xin chào mọi người ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người ạ. Vâng, chào mọi người ạ. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào cả nhà. Anh em nào mà đã nhận được giải hoặc là đặt câu hỏi ngày hôm nay thì nhớ liên hệ lại với bên phía sàn có ít nhé. Cảm ơn cả nhà.